Phần thứ ba, giữ gìn sức khỏe. Một, các bác sĩ của thiên nhiên. Bác sĩ thứ nhất, ánh sáng mặt trời. Bác sĩ thứ hai, không khí trong lành. Bác sĩ thứ ba, nước sạch. Bác sĩ thứ tư, thức ăn tự nhiên. Bác sĩ thứ năm, nhịn ăn. Bác sĩ thứ sáu, tập thể dục. Bác sĩ thứ bảy, chế độ nghỉ ngơi. Bác sĩ thứ tám, tư thế đúng. Bác sĩ thứ chín, lý trí. Hai, chế độ ăn tạo tính kiềm cho cơ thể. Có chín vị bác sĩ của thiên nhiên luôn sẵn sàng phục vụ, vụ ta đạt được tình trạng sức khỏe tốt. Họ đảm bảo 100% thành công. Họ không bao giờ làm hại các bệnh nhân của mình. Mặc dù các bệnh nhân không hiểu hết các lợi ích và thường không đếm xỉa gì, gì đến họ, nhưng các vị này luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Kiến thức của họ luôn mở rộng đối với tất cả, già, trẻ, giàu nghèo. Họ không làm phẫu thuật, không cho uống thuốc. Tất cả chúng ta đều quen biết với các vị bác sĩ này. Nhưng tôi muốn rằng các bạn thường xuyên đến với các bác sĩ này hơn nữa. Họ sẽ giúp các bạn đến với sức khỏe, sống lâu và một trạng thái dễ chịu đặc biệt. Đó là sự trẻ trung vĩnh cửu. Đầu tiên tôi xin giới thiệu người bác sĩ lỗi lạc nhất, người chữa bệnh vĩ đại và mạnh mẽ nhất, người cho cuộc sống của mọi loài trên trái đất. Bác sĩ đầu tiên, ánh nắng mặt trời. Chuyên môn của bác sĩ này là ánh nắng liệu pháp. Mỗi một lá có mỗi một cành nho, cây cối hoa quả và rau xanh đều nhận cuộc sống của mình từ năng lượng mặt trời, từ cường độ của nó trái đất của chúng ta sẽ là một hành tinh không có sự sống tràn ngập băng giá và bóng tối nếu như nó không được chiếu sáng bởi các tiêm mặt trời màu nhiệm nhưng mặt trời không chỉ cho chúng ta ánh sáng năng lượng mặt trời biến thành năng lượng của con người con người có thể lấy lại sức khỏe của mình và kéo dài cuộc sống dưới ánh nắng mặt trời những người không chịu tác động của ánh nắng mặt trời trông rất nhợt nhạt da của chúng ta phải được phủ một lớp dám nắng nhẹ rất nhiều bệnh đã tấn công chúng ta chỉ vì chúng ta rất ít ra ánh nắng mặt trời ánh nắng mặt trời là một phương tiện to lớn để chống lại vi khuẩn. Và da của chúng ta càng thấm ánh nắng mặt trời, chúng ta càng dự trữ được nhiều năng lượng để đấu tranh với sự nhiễm khuẩn. Khi chúng ta ăn rau quả tươi, là khi chúng ta hấp thụ mạng máu của thảo mộc. Thảo mộc hấp thu năng lượng mặt trời dưới dạng chất diệp lục. Chất diệp lục là một phần của năng lượng mặt trời được tích lũy trong cây cỏ, là thứ thức ăn giàu chất dinh dưỡng và có lợi nhất trong cơ thể chúng ta. Cây cỏ có được bí quyết tích lũy được năng lượng mặt trời, rồi chuyển nó cho con người và các sự sống khác. Nếu như bạn để cho thân thể mình dưới ánh nắng mặt trời, bữa ăn của bạn gồm 60% là rau quả thì nhất định bạn sẽ thành công trong cuộc đấu tranh vì một sức khỏe tuyệt vời. Nhưng những liều thuốc tuyệt vời này của thiên nhiên cần phải được cơ thể tiếp thu dần dần, ban đầu từng ít, từng ít một. Bởi vì những cơ thể quen bị đói ánh nắng, có thể không chịu được ngay lập tức liều lượng cao ánh nắng mặt trời. Hãy bắt đầu tắm nắng trong một thời gian ngắn và tăng dần lên. Tốt nhất là tắm nắng vào buổi sáng sớm. Thời gian đầu không kéo dài quá 5 đến 10 phút. Tất nhiên là cũng có thể tắm nắng vào sau bữa ăn trưa, nhưng ánh nắng có lợi nhất là vào buổi sớm. Giữa 11 đến 15 giờ trong ngày ánh nắng mặt trời gai gắt nhất, nó có chứa nhiều phóng xạ mặt trời. Việc sử dụng ánh mặt trời quá tải là rất có hại. Nhân đây tôi đây tôi xin chia sẻ với các bạn kinh nghiệm của mình. Vào năm 16 tuổi, tôi bị ốm nặng vì bệnh lao phổi. Các bác sĩ nổi tiếng của Mỹ đã xác nhận, không có hy vọng, không thể chữa khỏi. Nhưng tôi đã rơi vào bệnh viện của bác sĩ Agut Le ở Lodana lúc đó là người có uy tín nhất về ánh nắng liệu pháp. Ở vùng núi Cao An tôi, bác sĩ John Le đã tác động lên tấm thân yếu ớt của tôi những ánh nắng quý giá và cho tôi ăn những món ăn từ các thực phẩm của ánh nắng. Sau 2 năm tôi biến từ một xác chết thành một người khỏe mạnh yêu đời. Và bây giờ, khi tôi viết những dòng này, tôi càng ngày càng trở nên khỏe mạnh. Suốt đời mình, tôi luôn cẩn thận để cơ thể mình thường xuyên nhận được ánh nắng mặt trời. Chính chúng đã cứu sống tôi. Chính vì vậy mà tôi đã chọn sống ở bang có nhiều ánh nắng nhất ở nước Mỹ việc chuyển sang các món ăn rau quả tươi cũng phải dần dần. Người nào hay ăn các món chín cũng phải thận trọng khi chuyển sang ăn một lượng lớn các món ăn tươi sống không thì sẽ bị những phản ứng khó chịu. Bác sĩ thứ hai, không khí trong lành. Điều đầu tiên chúng ta làm là gì khi vừa chào đời, đó là thở một hơi dài và sâu. Và điều cuối cùng khi chúng ta vĩnh biệt cuộc đời là ngừng thở. Từ lúc sinh ra cho đến khi chết, cả cuộc đời hoàn toàn phụ thuộc vào sự thở. Bác sĩ không khí trong lành muốn chúng ta sống một cuộc sống dài lâu và tích cực. Giống như là một chuyên gia, ông ta biết rằng, nếu như bạn biết làm theo các phương pháp đơn giản về thở sâu, bạn có thể tin rằng mỗi một hơi thở của bạn cho cơ thể một liều oxy cần thiết cho sự sống. Những người không thường xuyên sống trong không khí trong lành, thường bị những căn bệnh nguy hiểm. Hãy cho phép tôi giải thích ngắn gọn về chức năng của sự thở. Đầu tiên, thở chính là một thứ thức ăn không nhìn thấy, thiếu thứ thức ăn đó ta không thể sống quá 5 đến 7 phút. Chúng ta lấy từ oxy, một thức ăn cần thiết cho từng tế bào của cơ thể. Khi chúng ta hít vào, nó được đưa đến phổi và ở đó đã xảy ra điều kỳ diệu vĩ đại nhất. Oxy lấy đi khí carbon đầy độc tố chết người, bởi vì trong quá trình sống chúng ta tạo ra các chất độc. Chúng được máu thu lại, khi máu mang chúng đến phổ phổi và chúng được giải phóng khỏi các chất độc và nhận lại lượng oxy mới. Nếu như con người không nhận đủ một lượng không khí trong lành, hoặc là thở nông và lượng oxy không đủ so với lượng khí carbon thải ra của cơ thể, bằng cách đó chúng ta đã thúc đẩy tiến trình đầu độc cơ thể mình bằng các độc tố và khí carbon do chính mình tạo ra và đây cũng là nguyên nhân của nhiều căn bệnh nguy hiểm. Oxy không chỉ làm sạch cơ thể mà còn là một nguồn năng lượng vĩ đại cần thiết của cơ thể. Chúng ta là những cỗ máy, làm việc dưới áp lực của không khí. Chúng ta sống dưới đáy của đại dương khí quyển, mà độ sâu của nó khoảng 100 km. Áp lực của không khí là khoảng 1 kg trên 1 cm vuông. Giữa hơi thở vào và thở ra có một khoảng không được hình thành. Chúng ta sẽ còn sống được cho đến khi nào chiếc bơm động lực này ngừng hoạt động. Có thể sống thiếu thức ăn 30 ngày, nhưng chúng ta không thể sống thiếu không khí một vài phút. Hơn 50 năm tôi nghiên cứu những người sống lâu, tôi phát hiện ra rằng, con người càng thở sâu thì những cử động thở anh ta làm trong một phút càng thưa. Những người thở nhanh thường sống ít. Điều này cũng tìm thấy sự khẳng định của mình trong thế giới động vật, động vật thỏ, lợn biển và động vật gậm nhấm khác thở nhanh. Chúng làm nhiều cử chỉ thở trong một phút thì chúng sống rất ngắn. Trong nhiều năm, khi thức dậy tôi làm một vài hơi thở ra hít vào chậm và sâu. Trong một ngày thỉnh thoảng tôi làm lại các cử chỉ như vậy thực hành thở chậm và sâu của phái yoga. Trong các cuộc du lịch dọc Ấn Độ, tôi được gặp những ẩn sĩ ở những nơi hoang dã, những người cống hiến cuộc đời của mình để xây dựng một cơ thể mạnh mẽ cần thiết để đạt được một trạng thái tinh thần cao. Hàng ngày họ dành nhiều giờ để thực hành thở chậm, đều và sâu. Những người tu sĩ này chắc chắn là rất khỏe, việc thở sâu và không khí trong lành đã giữ cho họ khỏi quyền lực của thời gian. Tôi gặp một người như vậy ở chân núi Himalaya, ông nói với tôi rằng ông 126 tuổi. Ông ta không có lý do để nói dối tôi, vì cả cuộc đời ông dành để phục vụ thần linh. Ông dạy tôi hệ thống nổi tiếng như thờ sâu để làm sạch. Rất tiếc là tôi không thể kể điều này một cách tỉ mỉ. Con người này có một sức khỏe vĩ đại, không có một sợi tóc bạc nào cả. Ông vẫn còn tất cả các răng và ông có dáng của một vận vận động viên. Ông nói được bảy thứ tiếng một cách dễ dàng. Khi tôi hỏi tại sao ông có thể giữ một khả năng tích cực như thế về sức lực cũng như trí tuệ, ông trả lời tôi. Tôi có một quá trình thực hành thở sâu rất lớn và hàng ngày thường xuyên làm các bài tập thờ cần thiết. Tôi không thích hỏi phụ nữ về tuổi của họ, nhưng khi đi trên một con tàu đến Ấn Độ tôi gặp một phụ nữ mà theo tôi khoảng 50 tuổi. Và tôi đã ngạc nhiên như thế nào khi bà nói với tôi rằng bà 86 tuổi. Đây là một phụ nữ đẹp không một dấu vết của tuổi già. Tôi hỏi bà đâu là bí quyết của vẻ đẹp và sức khỏe của bà, và lại câu trả lời giống như tôi đã nghe của vị ẩn sĩ kia. Người đàn bà này đã nhận thức sâu sắc được sự quan trọng của việc thở sâu. Hãy quan sát những đứa trẻ đang chạy nhảy chơi trượt ba tanh hay đạp xe đạp. Khi chúng làm các bài tập tích cực, chúng nuốt một lượng lớn oxy lớn hơn là chúng ta có thể tưởng tượng và chúng ta cần phải gìn giữ sự tích cực khi thực hiện những cuộc đi bộ lâu và đầy hào hứng. Tôi biết rằng trong thế giới của chúng ta ngày nay, không khí bị nhiễm độc, vậy nên chúng ta càng phải tập cho mình thói quen thở sâu. Khi tôi nhìn những những người mà cuộc sống của họ phần lớn là ngồi, không làm đúng các nguyên tắc của vệ sinh sức khỏe, không làm các bài tập thể dục, tôi biết rằng họ đang tự làm ngắn cuộc đời mình. Thở sâu tôi có một người bạn tên là A1 Stet, một huấn chuyện viên bóng đá và điền kinh nhẹ. Ngài Stet đã sống hơn 100 năm. Tôi hỏi ông đâu là bí quyết sống lâu của ông? Ông trả lời, phần lớn cuộc đời mình, tôi chạy và làm các bài tập thể dục, nên đã nạp một lượng lớn oxy vào cơ thể mình. Ở New York tôi có một người bạn là vô địch quốc gia môn đi bộ đường dài. Tôi hỏi ông vào dịp ông tròn 100 tuổi, bí mật của ông ở đâu? Ông trả lời, tôi thường đi bộ rất nhiều và thở sâu. Như vậy, việc thở sâu cũng như việc nhịn ăn sẽ giúp đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Bản thân tôi thường thực hành thở sâu và hoàn toàn tin rằng con người cần phải để cho thân thể mình chịu tác động của sự chuyển động tự do của không khí. Tắm không khí sẽ cho chúng ta một sức khỏe tốt. Bạn cần phải ngủ trong phòng có cửa sổ luôn mở để cho nhà ở luôn được thoáng gió. Tôi ngủ tốt hơn và thức dậy cũng dễ dàng hơn nếu ban đêm đêm không quấn mình chặt quá trong chăn. Quấn mình quá chặt trong chăn. Chúng ta không cho phép ra tự do nuốt oxy. Nếu như bạn ngồi nhiều trong ngày bạn cần phải bù lại bằng các cuộc đi dạo ngoài trời và các bài thể dục thể lực. Bạn sẽ giải quyết được nhiều vấn đề của mình nếu thường xuyên đi bộ 3 đến 5 km trong các cuộc dạo bộ. Các cuộc dạo bộ lâu đã cứu tôi khỏi sự mệt mỏi cuối ngày. Tôi cho rằng sau bữa ăn chiều cần phải dạo bộ 3 km. Ngày nay chúng ta là một dân tộc ngồi. Chúng ta đói không khí và oxy. Chúng ta không thể lôi hết thán khí ra khỏi các cơ thể của mình và vì vậy mà chịu những đau đớn dẫn chúng ta đến sự già đi trước tuổi. Và tất cả những điều này là vì chúng ta lười và thở ơ một cách tội lỗi. Trên các đường phố của bất cứ thành phố nào cũng có thể nhìn thấy những người xanh sao mệt mỏi. Và tất cả là vì họ không đủ không khí. Tuy nhiên vào thời gian nhịn ăn chúng ta làm sạch khí carbon tích tụ mà trước đó chúng ta chưa thực hành thở sâu. Bác sĩ thứ ba, nước sạch. Bác sĩ nước sạch là một bác sĩ tốt và một người bạn vĩ đại. Tôi đã nói về sự quan trọng của nước cất. Nước chiếm khoảng 70% cơ thể chúng ta để giữ cho mức nước luôn bình thường trong cơ thể bạn cần thường xuyên bổ sung nó khi ăn nhiều rau và quả là bạn đã bổ sung nhiều nước cất cho cơ thể tắm nước ấm là một phương pháp thư giãn và tăng trương lực hàng ngày rất nhiều người thích tắm ở biển hồ sông và các bể bơi bơi là một trong những bài tập tốt nhất nó không làm quá tải các cơ bắp và tim nếu như bạn không biết bơi thì hãy học bơi bạn sẽ không bao giờ hối hận về điều này bởi vì nó mang lại sự thư giãn tuyệt vời và khoan khoái nó cho chúng ta niềm vui không phụ thuộc vào tuổi tác. Đừng sợ bơi hãy cố yêu lấy môn thể thao này. Nước dùng để chữa nhiều bệnh từ thời xa xưa. Trong thời gian đi du lịch khắp nơi tôi nhìn thấy rất nhiều hình thức chữa bệnh bằng nước. Mọi người đều biết rằng từ rất xa xưa người Ả Rập, Do Thái, Peru, Hy Lạp, Ấn Độ, Trung Quốc và người da đỏ thường dùng các hình thức khác nhau của nước để chữa bệnh. Người thầy của nền y học Hippocrates từ 400 năm trước công nguyên đã dùng nước để chữa bệnh phương pháp cơ bản của ông là dùng nước nóng và nước lạnh thay đổi nhau xoa sát lên người để làm cho máu lưu thông mạnh hơn và phương pháp này còn dùng cho đến ngày nay nhà của tôi nằm ở vùng có nguồn nước khoáng chảy qua tôi có thể hưởng thụ tính chất chữa bệnh của nó mọi người từ khắp nơi đã đến đây để tắm trong dòng nước giúp cơ thể thư thái này tôi không cho rằng nước khoáng là một phương tiện chữa bệnh mà nó chỉ giúp chúng ta tự làm sạch làm tăng sự lưu thông máu tốt hơn hết là sử dụng nguồn nước nóng tự nhiên song song với các chương trình nhịn ăn việc tắm nước nóng có thể trở thành một phần trong cách sống tự nhiên của bạn. Nhưng không được tắm nước nóng vào thời gian nhịn ăn. Nước còn quan trọng hơn cả thức ăn. Hơn một nửa trong con người là hình thành từ nước. Xương của chúng ta cũng gồm một phần ba là nước. Chỉ mất đi một phần mười cũng đã nguy hiểm cho cơ thể chúng ta. Còn nếu mất đi hai phần mười đã có thể dẫn đến cái chết. Nếu không đủ nước, quá trình hóa học và vật lý sẽ không bình thường. Cần, thi cần thiết phải giữ một lượng nước cân đối trong cơ thể để duy trì hoạt động bình thường có thể lấy một ví dụ trong lịch sử trèo núi. Trong thời gian chinh phục đỉnh Himalaya, những người làm việc trên độ cao bị sút cân rất nhiều. Không ai tìm ra được nguyên nhân cho đến khi cuộc thăm dò đỉnh Everest đã chứng minh một cách khoa học về ảnh hưởng của độ cao lên sự trao đổi lượng nước của cơ thể. Mọi người phải lấy nước từ tuyết và băng. Họ tin chắc rằng khi làm việc ở độ cao như thế cần phải uống trung bình 3 lít nước một ngày, nhiều hơn rất nhiều so với trước. Năm 1959 trên báo hàng năm do Bộ Nông nghiệp Mỹ xuất bản. Tiến sĩ Olaf Michael có viết, sau oxy, nước là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống con người và động vật. Con người có thể sống thiếu thức ăn 5 tuần, nhưng không có nước trong vài ngày là không thể tồn tại được cơ thể chúng ta sử dụng nước như thế nào. Tất cả các quá trình sống đều cần nước. Không có nước, không có chất nguyên sinh. Nước cần cho mỗi một ngọn cỏ, một con côn trùng, con chim, con cá. Nếu như tế bào bị khô thì nó ngừng làm việc. Tế bào cần một dòng chất lỏng, nhất là tế bào bào của con người. Trong cơ thể con người, có hơn 5 lít máu. Nước tiểu là loại chất lỏng hòa tan các chất thải của thức ăn để thải ra ngoài cơ thể. Thậm chí, phổi không thể hấp thu được oxy nếu như bề mặt của nó không đủ ẩm. Việc thải ra khí carbonic cũng vậy. Ông Kenona có nói, nước, đó là chất hòa tan các nguyên liệu thức ăn vào quá trình tiêu hóa. Nó cần thiết cho các quá trình hóa học, cho chúng ta năng lượng. Nó giữ một một nhiệt độ ổn định trong cơ thể và đóng vai trò to lớn trong các quá trình hóa học của cơ thể. Nước và sự tiêu hóa thức ăn. Thức ăn không thể hấp thụ được nếu không có nước nhờ sự giúp đỡ của nước mà có quá trình chuyển hóa từ các chất đạm, mỡ, tinh bột sang các chất cần thiết cho quá trình sống bình thường của cơ thể. Nước cũng cần thiết để kích thích sự làm việc của dạ dày, ở trong ruột nó giúp hình thành phân và thúc đẩy chúng ra ngoài cơ thể. Cho phép tôi được giải thích sự cần thiết của nước đối với hệ tiêu hóa bắt đầu từ khi thức ăn vào miệng. Ở đây chất lòng rước dạng nước bọt bắt đầu hấp thu các hydrat carbon, tinh bột, dịch dạ dày chứa 90% là nước. Khi thức ăn đi qua ra dạ dày, dịch dạ dày bắt đầu làm việc. Lúc này thức ăn đã trở thành một dạng lỏng, tiếp tục đi qua tá tràng, phần trên của ruột non rồi xuống ruột non. Ở đó nó bắt đầu quá trình thẩm thấu. Tuyến tuệ tiết dịch và gan tiết mật cũng gồm 90% là nước để tham gia vào quá trình tiêu hóa. Mọi hoạt động của hệ tiêu hóa không thể thiếu nước. Nước và chất thải. Các chất thải được hòa tan và được dẫn ra ngoài nhờ nước. Thận và bàng quang, da và phổi, tất cả chúng đều không thể giải phóng được chất độc nếu thiếu nước. Các phế năng cũng chỉ có thể làm việc bình thường khi chúng đủ ẩm mang nhây của mũi, cổ họng, thanh quản, phế quản cũng luôn phải được ẩm. Bởi vì tất cả chúng đều tiếp xúc với không khí. Khi thở, cơ thể mất đi 0.5 lít nước mỗi ngày. Khi không khí khô con số ngày sẽ tăng lên. Để tránh sự khô đó, một số người đã đặt máy làm ẩm trong nhà. Nước bốc hơi qua da ở liều lượng lớn hơn. Nó không chỉ đẩy các chất thải ra ngoài mà còn có những tác dụng khác nữa. Thần đòi hỏi rất nhiều nước. Một một lít nước đi qua thận nó đưa ra khỏi cơ thể 90 gram chất thải. Đây là một chức năng bình thường, mức nước không bao giờ được xuống thấp quá 0.25 lít. Thần không bao giờ ngừng hoạt động và thường xuyên đòi hỏi nước, máu và nước. Ai cũng biết máu đặc hơn nước gần 10%. Huyết tương gồm 80% là nước và điều này giúp cho máu lưu thông tự do trong toàn cơ thể. Máu mang thức ăn và oxy, muối và các chất dinh dưỡng, các chất thải và thực hiện công việc phụ khác. Tất cả những gì cần thiết cho tế bào đều do huyết tương mang đến bao gồm cả những nguyên liệu tạo nên chính tế bào. Bất cứ một quá trình hoạt động nào của tế bào đều xảy ra nhờ sự giúp đỡ của huyết tương. Nhận được thức ăn và nguyên liệu từ các cơ quan tiêu hóa và hô hấp, máu mang chúng cho các tế bào của cơ thể. Nước làm mát cơ thể. Ô tô cần nước để giữ cho động cơ luôn ở nhiệt độ xác định, đối với cơ thể con người cũng vậy. Nước mau chóng làm giảm nhiệt độ. Cho nên trong các cơ thể sống cần nhiệt độ ở mức nhất định. Nước tác động như một bộ phận làm mát hiệu quả nhất. Cơ thể con người cần một nhiệt độ ổn định khoảng 37 độ C không phụ thuộc vào khí hậu và môi trường xung quanh. Nhiệt nhiệt độ cơ thể được điều chỉnh nhờ sự bốc hơi. Một phần tư sức nóng được dùng trong quá trình đốt chảy oxy và thức ăn được thải ra ngoài qua hô hấp. Con người có thể mất đi 0.5 lít nước trong một giờ chỉ vì chảy mồ hôi. Khi lạnh thì sự ra mồ hôi ngừng lại và nước được lưu lại trong các mô của tế bào. Cơ thể của chúng ta phải làm một công việc lớn để giữ cho cơ thể có sự cân bằng nhiệt độ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, con người ở trong trạng thái yên ổn, Bình thường nếu một giờ mất đi khoảng 0.3 lít nước qua da và phổi, những người chạy đường dài có thể mất đến 4 lít. Còn những người chơi bóng đá có thể mất đến 6 lít nước một giờ. Bởi vì một nửa của cơ thể là cấu tạo bằng nước, mà các quá trình bài tiết về cơ bản là thực hiện bằng nước. Sự thiếu nước có thể rất nguy hiểm, đặc biệt khi nó kéo dài. Các bạn cần phải chú ý đến điều này và hãy uống nhiều hơn nữa. Nước là một phương tiện bôi trơn. Cơ thể tự bôi trơn theo cách của mình. Chất bôi trơn cơ bản là nước. Nó không cho phép các cơ quan cọ vào nhau. Nó giúp cho các xương chuyển động tự do trong các khớp. Bạn không thể co chân hoặc gập tay nếu không có, có sự bôi trơn. Là cơ sở của hệ thủy lực của cơ thể, nước tạo ra và duy trì các áp suất khác nhau trong cơ thể. Trương lực của cơ không thể duy trì được nếu không có nước, bởi vì các cơ được làm 3 phần tư là nước. Đây chính là nguyên nhân của sự mệt mỏi khi bị thiếu nước. Có 3 nguồn nước có lợi cho chúng ta. Thứ nhất, chúng ta uống trực tiếp. Thứ hai, cung cấp nước qua thức ăn có chứa nước như Hoa quả, nước quả, nước uống việc thường xuyên tiếp nhận thức ăn cũng cung cấp nguồn nước cho cơ thể, trứng bao gồm 70% nước, quả đào gồm 80%, tất cả những gì mà chúng ta cảm thấy khô và cứng cũng chứa 25% nước. Thứ ba, đây là nguồn rất quan trọng, được sinh ra bởi cơ thể là kết quả của các phản ứng hóa học. Điều này xảy ra khi các tế bào hấp thu thức ăn khi được đưa vào cơ thể. Một trong những ví dụ về sự sản sinh ra nước theo kiểu đó là ở loài lạc đà lạc đà có thể sản sinh ra một lượng nước đúng bằng lượng nước mà nó muốn uống. Một số loài côn trùng cũng có khả năng tạo ra nước như thế, ngay cả khi chúng ăn các thức ăn khô chứa rất ít nước. con người, con người trung bình sử dụng 2.5 lít nước mỗi ngày, còn trong cơ thể có 5 lít lưu thông. Sự khác nhau giữa lượng nước uống vào và lượng nước có trong cơ thể chính là do quá trình tự tạo ra do các phản ứng hóa học từ bên trong. Khi cơ thể bị thiếu nước nó phản ứng lại. Đầu tiên sự tiết chế của các tuyến nội tiết giảm đi, lượng nước bọt bị giảm. Các bề mặt bị khô đi và con người có cảm giác khát nước. Đây chính là tín hiệu của cơ thể để chúng ta ngay lập tức uống nước. Nếu như việc mất nước xảy ra nghiêm trọng hơn có thể xuất hiện các dấu hiệu khác như đau đầu, các hiện tượng thần kinh, không thể tập trung, hệ tiêu hóa có vấn đề. Nước nhanh chóng làm mất đi các dấu hiệu này. Bác sĩ thứ tư thức ăn tự nhiên. Cơ thể của con người là một dụng cụ hoàn thiện nhất của hành tinh. Nếu như bạn nuôi dưỡng nó bằng một thứ năng lượng tốt, không khí trong lành và rèn luyện nó bằng các bài tập ánh nắng mặt trời và duy trì sự trong sạch của cơ thể từ bên trong nhờ nhịn ăn thì nó sẽ làm tốt các chức năng của mình một cơ thể khỏe đó là một nhà máy hóa chất hoàn thiện nhất cung cấp cho nó nguyên liệu có chất lượng tốt chúng ta đảm bảo cho việc tạo ra các tế bào tốt và một khả năng tuyệt vời để chống lại một số lớn các vi khuẩn virus và các yếu tố có hại khác của môi trường xung quanh cơ thể con người là một bộ máy tuyệt vời nhất nó có xưởng sửa chữa của riêng mình công việc sửa chữa có thể diễn ra rất tuyệt vời nếu bạn cho nó những điều kiện bình thường cơ thể luôn làm việc vì chúng ta. Các tế bào thường xuyên bị phá vỡ và tạo mới trong từng giây. Về mặt sinh học, cơ thể không có giới hạn và trong thực tế không có những nguyên nhân sinh học của sự già đi. Trong cơ thể của con người, được đặt hạt giống của cuộc sống vĩnh cửu. Con người không chết mà con người đang tự tử một cách từ từ bằng các thói quen đi ngược với thiên nhiên. Các nhà bác học đã khẳng khẳng định rằng, mỗi một tế bào của cơ thể chúng ta thay mới sau 11 tháng. Thế thì tại sao chúng ta lại già đi? Đừng tin rằng con người nhất định bị già, mòn mỏi rượu rão và cuối cùng là chết nếu con người sống một cuộc sống tự nhiên ăn những gì mà cơ thể cần thì thời gian sẽ làm việc vì con người chứ không phải là chống lại con người già đi vì không đủ chất khoảng và các vitamin các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hàng nghìn người là nạn nhân của việc ăn thừa hàng triệu các hồng cầu thường xuyên chết đi và sinh ra mỗi giây nhưng chúng không thể thay mới nếu không có những chất nhất định những chất cần thiết này được lấy từ thức ăn chất lượng tự nhiên bạn là người như thế nào ngày hôm nay ngày mai tuần sau tháng sau và 10 năm sau nữa, tất cả đều phụ thuộc vào những gì bạn ăn. Bạn là tổng hợp các thức ăn mà đã sử dụng. Trông bạn như thế nào, sức khỏe của bạn ra sao, năm tháng đối với bạn như thế nào đều phụ thuộc vào những gì bạn ăn. Mỗi một bộ phận trong cơ thể đều được làm lên từ thức ăn mà bạn ăn, tóc, mắt, răng, xương, máu và thịt. Thậm chí ngay cả nét mặt của bạn cũng được tạo tạo nên từ những gì bạn ăn, bởi vì một người khỏe mạnh là một người hạnh phúc. Chúng ta có thể bắt đầu từ bất cứ phần nào của cơ thể nhưng logic hơn là bắt đầu từ bộ xương nó là nền tảng của tất cả các mô còn lại của cơ thể xương của chúng ta đòi hỏi nguồn khoáng chất lớn nhất canxi và phốt phò. đôi khi người ta cho rằng khi bộ xương đã được tạo ra thì việc nuôi dưỡng nó không cần nữa điều này là không đúng các nhà sinh hóa đã nghiên cứu và phát hiện ra thậm chí ngay cả trong cơ thể đã được hình thành thì các khoáng chất vẫn thường đến để nuôi xương điều này có nghĩa là xương đang sống và đòi hỏi dinh dưỡng đây là quá trình động chứ không phải là tĩnh xương gồm các tế bào chúng đòi hỏi không chỉ các khoáng chất để xây dựng lên mình mà còn các chất sống khác mà bất cứ tế bào sống nào đều cần nếu như các tế bào ngừng sống và ngừng làm các chức năng của mình thì sự hình thành bộ xương cũng kết thúc và chỗ xương gãy sẽ không được liền lại trong suốt cuộc đời khi xương bị gãy việc dinh dưỡng cho các tế bào xương trở thành một yếu tố cực kỳ quan trọng để tạo các tế bào mới trong thời gian này các tế bào không chỉ cần các khoáng chất cần thiết mà còn cần đến dinh dưỡng bình thường hưởng khác để tự bảo vệ các tế bào xương cũng như tất cả các tế bào khác có thể nhận được thức ăn bằng các con đường khác nhau. Đây cũng là một yếu tố quyết định cho phép xương phát triển. Yếu tố thức ăn là yếu tố chính trong công việc phục hồi các tế bào. Nói cách khác, công việc phục hồi có thể trở nên tích cực hơn nhờ biết ăn uống đúng. Cơ thể của chúng ta cần các món ăn tự nhiên. Các tế bào da trong đó có cả tế bào tóc đòi hỏi một dòng dinh dưỡng thường xuyên. Da của con người luôn đổi mới còn tóc thì lớn lên hàng ngày. Những ai có nuôi súc vật trong nhà thì thừa biết rằng, bộ lông của con thú đó là chỉ số quan trọng cho tình trạng sức khỏe của nó. Các thí nghiệm của phòng thí nghiệm cũng chỉ ra rằng, khi thay đổi các nguồn thức ăn khác nhau, tình trạng của da và bộ lông của con thú cũng thay đổi. Các nhà dinh dưỡng học có thể xác định được nguồn thức ăn nào con người sử dụng qua vẻ ngoài của nước da người đó. Do thiếu các loại vitamin mà nước da của một người có thể trở nên xấu hơn bình thường. Ống ruột được trang bị các cơ phẳng, hoạt động một cách tự động, nhờ chúng mà sinh ra sự co giãn của dạ dày và ruột. Chúng tạo ra các chuyển động hình sóng để đẩy dung dịch thức, thức ăn và các chất thải từ thức ăn vào ruột già và đẩy chúng ra ngoài. Tất cả các cơ nhẫn này đều cấu tạo từ các tế bào sống và chúng đòi hỏi dinh dưỡng tốt để cho tất cả các quá trình này xảy ra một cách bình thường. Để khắc phục sự trơ da của ruột, người ta thường sử dụng các thuốc kích thích mạnh khác nhau. Các thuốc kích thích này cưỡng bức các tế bào của cơ, mặc dù các tế bào đó chỉ cần một chế độ thức ăn tốt kết hợp với cách sống tự nhiên là có thể tự làm việc không cần loại thuốc kích thích nào. Hệ thống động mạch, tính mạch và các mao mạch mang máu đi khắp các cơ quan trong cơ thể cũng không có tính trơ. Các thành của mạch máu cũng làm từ các tế bào sống những tế bào đó cũng cần phải ăn để duy trì hoạt động sống mà điều này không phải lúc nào chúng cũng đạt được bởi vì sự canxi hóa của các động mạch là kết quả của những điều kiện bị ăn mòn bởi bệnh tật quá trình này có thể do sự ăn uống không đúng trung tâm của tuần hoàn là quả tim nó luôn ở trạng thái hoạt động và vấn đề dinh dưỡng đối với nó là tối quan trọng nhìn từ một phía tim đẩy máu đi khắp cơ thể nhìn từ góc độ khác nó là một nhóm cơ bắp lớn hoạt động liên tục nên cần một nguồn năng lượng lớn cho nên các tế bào tim tim cần một chế độ ăn có chất lượng cao nếu như các động mạch nuôi tim trở nên yếu và mòn thì các tế bào tim bị đói nếu sự đói oxy diễn ra dù chỉ một phút con người có thể trở thành nạn nhân của cơn đau tim bất ngờ trong trường hợp này lượng máu có thể là đủ nhưng vì nó không qua được các tế bào của cơ tim và không mang được thức ăn cho chúng các tế bào tim sẽ chết dần và kết quả là cả cơ thể bị chết có những cơ quan đòi hỏi một nguồn thức ăn đặc biệt cho chúng đó là các hóc môn sản phẩm của các hoạt động của các tuyến nội tiết hóc môn tuyến giáp thượng thận tuyến sinh dục tuyến tỵ Insulin tất cả các cơ quan tạo ra hormone cũng tạo nên từ các tế bào, cũng cần dinh dưỡng đúng và thường xuyên. Tôi bổ sung thêm, các tế bào này đều cần thức ăn tự nhiên để xây dựng lên các hormone khỏe mạnh. Các tế bào làm nên các hormone tyrosin cần chất iốt. Ở một số vùng như bên bờ Tây Bắc Thái Bình Dương hay như ở Thụy Điển, trong đất và trong thực vật lượng iốt tương đối thấp. Kết quả là tuyến giáp của người và động vật thường xuyên bị thiếu iốt, nó không thể làm đúng chức năng của mình. Nếu ăn rong biển, cá biển thì bệnh sẽ khỏi tác động của thức ăn lên não. Thoạt nhìn thì có vẻ như giữa thức ăn và suy nghĩ không có gì là liên hệ với nhau. Nhưng tôi xin đảm bảo với các bạn rằng cũng giống như việc thức ăn tác động lên bất cứ cơ quan nào và ảnh hưởng đến các chức năng của chúng trong cơ thể, nó cũng tác động lên tư duy. Chính vì những nguyên nhân đó mà tư duy của chúng ta phụ thuộc trực tiếp vào những gì chúng ta ăn và thường xuyên. Não ảnh hưởng đến quá trình tư duy, mặc dù ai đó cho phép mình nghi ngờ điều này và cho rằng ý nghĩa sinh ra bên ngoài chúng ta. Nhưng dù nó có sinh ra từ đâu đi chăng nữa, quá trình này hoàn toàn trực tiếp tác động lên các bộ phận của cơ thể não chiếm vị trí cao nhất chiến lược trong cơ thể trong quan hệ với các xung động nó là trung ương vật chất của các tình cảm xung động và tư duy lý trí não là trung tâm phản xạ vĩ đại nhất mà từ đó nó xử lý mọi thông tin và đưa ra phương án xử lý thông qua hệ thống dây thần kinh não phụ thuộc vào oxy do máu mang đến cho nên hoàn toàn tự nhiên rằng nó chịu ảnh hưởng của những gì chúng ta ăn vào bởi vì chất lượng máu của chúng ta phụ thuộc vào chính những gì mà chúng ta ăn phải Não nếu được nuôi dưỡng bằng thứ máu chứa đầy độc tố khác nhau thì có thể, có thể nào làm tốt công việc của mình. Các chất độc cũng có thể mài mòn não đến nỗi mà không thể suy nghĩ một cách dễ dàng, thậm chí có thể xảy ra trạng thái hôn mê sâu. Để có một trí thông minh trong sáng, sạch sẽ, sống động và sắc sảo, cần giữ cho máu có được tình trạng tốt nhất. Mà để có được điều đó cần một chế độ ăn uống mang đến cho mỗi một tế bào não các chất bổ dưỡng tự nhiên. Và song song với nó, để hỗ trợ là các kỳ nhịn ăn thường kỳ, các quá trình sản xuất thức ăn công nghiệp hiện đại kéo theo sau mình một số lượng trẻ em ốm ngày một tăng cao. Để làm rõ tác động của các chất độc tố và ăn uống tồi lên sự phát triển của trẻ em ngày nay, tôi đã nói chuyện với rất nhiều các nhà giáo dục. Những người làm việc với các trẻ em không có khả năng học tập. Não của chúng hóa ra rất yếu vì tác động của các độc tố mà người ta gọi là chế độ ăn theo tiêu chuẩn Mỹ. Các bà mẹ bị đầu độc bởi các quảng cáo của TV, đài, báo chí tuyên truyền, đã mua và nấu cho con mình những thực phẩm rác công nghiệp. Những nguồn tin này khuyên cho trẻ em ăn súp đóng gói. Trong đó có cả tinh bột đường và mỡ tinh luyện. Các thực phẩm này chứa đầy các calo không cần thiết. Chúng nhanh chóng phát triển ở trẻ em sự ngon miệng giả tạo. Nhưng chúng không chứa các khoáng chất và vitamin, bởi vitamin là những chất không chịu được sự chế biến. Người ta khuyên các bà mẹ mua xúc xích, các loại thịt khác nhau cùng với bánh mì làm từ bột đã làm mất chất béo. Đây là những sản phẩm có chứa các chất phụ gia hóa học. Ngày nay trẻ em uống Coca-Cola và ăn phỏng ngô, nuốt những calo rỗng và không có lợi. Chúng cho một nguồn năng lượng ngắn nhưng không mang đến cho cơ thể những vitamin và khoáng chất sống cần thiết bền vững cho cơ thể. Các trẻ em hiện đại ăn kem chứa đầy các chất phụ gia, các loại bánh ngọt, kẹo những thứ thực phẩm này làm cho đứa trẻ cảm giác ngon và no, mặc dù trên thực tế cơ thể chịu đói thường xuyên. Các món có chất sống, điều này làm cho đứa trẻ càng ngày càng muốn ăn nhiều. Làm sao có thể nuôi một đứa trẻ lớn lên thông minh bằng những thức ăn như vậy? Đa số các thanh niên Mỹ không đủ sức khỏe. Có đến 58% số thanh niên ở Mỹ phải trở về sau khi đi khám nghĩa vụ quân sự họ không đủ thể lực để thực hiện nghĩa vụ. Báo dinh dưỡng chữa bệnh của Mỹ vào 1961 tuyên bố, thức ăn là một yếu tố quan trọng để có được sức khỏe. Điều này đúng với bất kỳ lứa tuổi nào dù là một hay 101 tuổi. Nhưng yếu tố này không được coi trọng mỗi khi người ta đặt ra một chương trình sức khỏe mới. Ăn uống là một nhân tố quan trọng trong phòng và chữa các bệnh kinh niên. Báo Medicine Science viết vào tháng 5 năm 1957, theo số liệu của các công ty bảo hiểm, cứ 14 thanh niên nam và 17 em nữ ở lứa tuổi dưới 20, thì một năm ít nhất phải vào viện một lần. Trong một bài báo của tờ London viết, giá như ngành công nghiệp thực phẩm đừng can thiệp một cách không biết xấu hổ vào các nghiên cứu trong lĩnh vực dinh dưỡng. Một tờ báo khác vào tháng 11 năm 1961 đã đăng bài báo của giáo sư tiến sĩ Y khoa Bơ Cha, thậm chí ở những nhóm có độ tuổi trẻ nhất, số lượng những bệnh như bệnh bạch cầu bây giờ tăng rất cao. Còn bệnh khớp mãn tính thì ngày càng phổ biến tồi tệ hơn các số liệu về tình trạng thể lực của các em trai là của các em gái những người mẹ tương lai đại đa số các nhà dinh dưỡng các bác sĩ các nhà giáo dục đi đến kết luận một nửa nguyên nhân chính là do hai yếu tố sự ngu dốt trong vấn đề hiểu biết về dinh dưỡng và thiếu quan tâm của các ông bố bà mẹ một trong những hậu quả của nó là sự đề kháng của cơ thể đối với các bệnh nhiễm khuẩn rất kém do không biết ăn uống đúng những người phụ nữ không hy vọng sinh được những đứa con khỏe mạnh người mỹ sử dụng các chất hóa học trong ăn uống nhiều hơn bất cứ một dân tộc nào trên thế giới trong thời điểm hiện nay người Mỹ có một dự báo đen tối nhất, nước Mỹ đứng thứ nhất về bệnh tật và sử dụng hóa chất trong công nghiệp ăn uống, cần phải cấm điều này vì sức khỏe cộng đồng. Tình trạng đáng buồn về thể chất và tinh thần của thế hệ trung niên. Nếu như một nửa thế hệ trẻ ốm yếu thì tình trạng của những người trung niên còn tồi hơn nhiều. Đối với người lớn từ 25 đến 75 tuổi thì sẽ thấy một nghịch cảnh đáng thương. Nếu như tập hợp 15 người này lại thành một nhóm để khám bệnh thì có thể tin chắc là 99% trong số họ bị bệnh kinh niên của một hay vài cơ quan trong cơ thể. Hóa ra là ai cũng bị đau một cái gì đó. Họ sẽ kể cho bạn nghe về lịch sử các cuộc phẫu thuật mà mình đã bị, các loại thuốc mà mình đã uống, những đau đớn mà mình đã chịu. Đa số những người ở lứa tuổi này sống theo một chương, chương trình tiêu chuẩn, dẫn đến sự hãm phanh của trí tuệ và thể lực. Điều này được chứng minh bởi số lượng lớn các nhà dưỡng lão mọc lên không ngừng. Chúng chứa đầy những người già dạ yếu bị bỏ rơi. Tôi muốn hỏi các bạn, phải chăng thiên nhiên đã nghĩ trước cho chúng ta một kết cục buồn thảm như vậy? Chính vì não được duy trì bởi một quá trình thể chất sạch chúng ta không khó gì không nhận biết được mối quan hệ giữa thức ăn và tư duy. Quá trình thể lực hoàn toàn phụ thuộc vào tính chất của thức ăn mà ta ăn và thật là không logic khi phủ nhận điều này. Trong thời gian nhịn ăn, cơ thể đến gần với sự sạch sẽ và hoạt động của trí não trở nên tích cực đặc biệt. Một số các nhà truyền giáo của nhân loại đã đạt được sự tỏa sáng trong thời gian nhịn ăn. Mức độ hiệu quả cao của trí não còn kéo dài rất lâu sau khi nhịn ăn. Chính bởi vì nhịn ăn làm sạch khỏi cơ thể các chất độc cạn bã, não được nuôi dưỡng bằng máu đã được làm sạch và khả năng suy nghĩ của con người được nâng lên cao độ. Chúng ta đã đạt được những thành tựu cao trong khoa học kỹ thuật, nhưng chúng ta sẽ làm được hơn nữa nếu nắm được những chân lý về vệ sinh ăn uống. Các nhà triết học cổ Hy Lạp đã đặt việc ăn uống của các học sinh tinh của mình lên vị trí đầu tiên. Chế độ thức ăn của họ nói lên sự quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe và đạo đức. Trong một cơ thể bẩn thì những suy nghĩ cũng bẩn, và ngược lại, một cơ thể không biết đến bệnh tật sẽ sản sinh ra các suy nghĩ sạch. Khi cơ thể chỉ cần sạch khỏi các độc tố, các suy nghĩ sẽ lập tức chuyển lên một tầm cao hơn tạo cho ta trở thành người được sở hữu các cảm khoái lớn lao. Bác sĩ thứ năm nhịn ăn. Nhịn ăn được công nhận là một trong những phương pháp chữa bệnh được áp dụng lâu đời nhất. Nó được nhắc đến 74 lần trong kinh thánh. Phương pháp này rất toàn diện và được các động vật hoang dã áp dụng rộng rãi. Trong các tác phẩm chữa bệnh cổ có nói, nhịn ăn đứng đầu danh sách các cách chữa bệnh bằng tự nhiên. Nhưng cần ý thức một cách rõ ràng và chính xác rằng, nhịn ăn không phải là một phương pháp để chữa một bệnh hoặc một tật ách nào mục đích của nhịn ăn là dẫn dắt cơ thể đến một sự khỏe mạnh hoàn toàn đến sự cải cách và sự tự đổi mới của tất cả các chức năng sự đổi mới là một chức năng sinh học bên trong nhịn ăn cho cơ thể sự nghỉ ngơi về mặt thể lực và thúc đẩy cơ thể tiến đến các quá trình khỏe mạnh sự nhịn ăn có theo dõi có ý thức hoặc đã được trang bị những kiến thức sâu sắc đó là con đường an toàn nhất để đi đến sức khỏe nhịn ăn đưa cơ thể đến những điều kiện là toàn bộ sức sống của nó được tiêu tốn để làm sạch và làm khỏe nhịn ăn giúp cho cơ thể sửa lại chính mình những người đang cống hiến cuộc sống của mình cho công việc nghiên cứu khoa học nhịn ăn và đã thực hiện hàng ngàn cuộc nhịn ăn biết được đây là một điều kỳ diệu như thế nào. Khi cơ thể ở vào thời kỳ hoàn toàn đói, nhờ vào nhịn ăn mà các cơ quan bên trong trở thành có khả năng làm việc tốt hơn. Các nhà tiên tri thời cổ đại khi muốn làm khỏe tinh thần cũng chạy đến với nhịn ăn. Họ biết rằng nhịn ăn làm cho trí thông minh trở nên sắc bén, các khả năng trí lực được nâng cao. Việc nhịn ăn làm hoàn thiện các cơ quan tiêu hóa, gan là một cơ quan mà chúng ta thường không biết xử sự, sự đúng với nó gan thay đổi một cách rõ ràng nhất trong thời gian nhịn ăn sau khi nhịn nó thực hiện chức năng của mình một cách hiệu quả hơn tất cả các cơ quan cảm giác cũng được phục hồi và việc chúng thực hiện các chức năng được nâng cao hơn không một phương pháp làm khỏe nào lại có thể mang lại nhiều thay đổi tốt cho cơ thể của chúng ta như vậy sau khi nhịn ăn máu lưu thông tốt hơn sinh lực được tăng thức ăn tiêu hóa tốt hơn sức chịu đựng và sức lực càng ngày càng lớn sức mạnh của lý trí cũng tăng đến mức nó có thể kiểm soát được hoàn toàn cơ thể mình Nhịn ăn là con đường dẫn đến sự sạch sẽ của tâm hồn. Bác sĩ thứ sáu các bài tập thể dục. Không hoạt động có nghĩa là bị phủ một lớp gì, mà như thế có nghĩa là xuống dốc và phân rã. Nói một cách khác hoạt động là sống và ngược lại. Nếu như chúng ta không sử dụng các cơ của chúng ta thì chúng ta sẽ bị mất chúng. Để giữ cho các cơ bắp được mạnh và trẻ chúng ta phải thường xuyên sử dụng chúng. Sự tích cực là quy luật của cuộc sống, quy luật để giữ gìn sức khỏe. Sức mạnh và sự phát triển của các cơ quan đều phụ thuộc vào cách hoạt động của chúng hay nói khác đi là cách chúng ta sử dụng chúng như thế nào. Khi chúng ta rèn luyện cơ thể mình, chúng ta làm cho chúng khỏe hơn, đổi mới và có khả năng sống hơn. Khi chúng ta lười và không sử dụng các cơ bắp là khi chúng ta đi xuống và chết. Các bài tập hàng ngày bắt máu phải lưu thông mạnh hơn, còn ở những người lười, máu không được chảy một cách tự do, trong nó không xảy ra những sự thay đổi cần thiết để giữ gìn sức khỏe. Những người không thường xuyên tập có một sức sống yếu. Các bài tập thể lực giúp cho tuyến mồ hôi đi qua 96 triệu lỗ chân lông của cơ thể chúng ta một cách tự do. Da là một cơ quan bài tiết lớn nhất của cơ thể. Nếu như phủ lên cơ thể một lớp sơn sơn dầu và bằng cách đó chúng ta viết các lỗ chân lông lại thì chúng ta không sống được một thời gian ngắn. Nhờ có các bài tập, chúng ta đảm bảo cho mồ hôi được thoát ra ngoài và làm cho cơ thể thải các độc tố. Bằng cách đó chúng ta cho phép da đóng vai trò của người làm sạch tự nhiên. Nếu như chúng ta không làm được điều này thì toàn bộ việc thải mồ hôi sẽ trở thành một gánh nặng cho các cơ quan bài tiết khác. Các bài tập thể lực tích cực còn giúp cho việc bình thường hóa áp huyết, làm cho mạch đập trở nên khỏe, chúng cũng giúp cho dòng chảy của máu được thông suốt, tránh máu bị đông hay đóng cục mà vì thế mà dẫn đến các cơn đau tim. Mỗi một sinh vật dù đó là con người hay động vật đều loại bỏ được các cặn bã ra ngoài nhờ các bài tập. Nếu như bạn để cho các cơ bắp không hoạt động, chúng trở nên yếu, nhẽo, mỡ, điều này có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng. Các cơ bắp mất đi sự dẻo dai và sức mạnh, kết quả là bị tắc nghẽn ở bên trong cơ thể chúng ta sẽ bị tích tụ các chất thải cạn bã mà lẽ ra phải được lôi ra ngoài. Điều đó cũng có nghĩa là sự tự đầu độc. Tôi nhắc lại, không hoạt động tích cực là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của các loại bệnh tật. Nhịn ăn và ăn các món ăn tự nhiên, đó là những liên kết tốt nhất trong cuộc đấu tranh vì sự sống lâu, khỏe, trẻ và hài hòa. Hãy tập các bài tập thể lực, bạn có thể cho phép mình ăn những món ăn có nhiều calo hơn, bởi vì trong trường hợp này thức ăn của bạn cần phải thay thế cho năng lượng đã mất khi làm các bài tập đi bộ vì cuộc sống. Tôi đánh giá cao các bài tập, nhưng các cuộc dạo bộ thì rõ ràng là một trong những bài tập dễ thực hiện nhất. Các cuộc dạo bộ phải không tỏ ra vất vả đối với các bạn. Đừng giậm gót, đừng bước nhịp mạnh, tốt hơn hết là đi tự do. Tất nhiên là bạn cần phải theo dõi chính mình. Hãy bước đi thật tự nhiên, ngẩng cao đầu, không so vai rụt cổ. Hãy đặt cho mình mục đích trở thành một người đi bộ giỏi và hãy thực hiện đi bộ hàng ngày vào bất cứ thời tiết nào. Nếu như thế giới xung quanh không lôi cuốn bạn hãy tập trung vào trong chính bản thân mình và thời gian đi bộ bạn được giải phóng ra khỏi các công việc hàng ngày và bạn sẽ trở nên dễ hiểu đối với thế giới thơ ca. triết học, tất nhiên là nếu như bạn muốn, mỗi một người hành động theo cách của mình, nhưng những cuộc đi bộ như thế tôi thích hơn là các cuộc chơi gôn. Cuộc sống có thể dễ dạy chúng ta nhiều hơn khi ta biết suy ngẫm, thật là tiếc thời gian khi chỉ để học ném bóng tốt hơn người khác. Tuy nhiên chúng cho ta những kết quả tương đương đó là các cơ bắp được thực hiện đúng các chức năng, máu lưu thông tốt cộng với cảm giác khoan khoái hạnh phúc làm vườn là một hình thức hoạt động không kém phần thú vị. Nó cho phép ta khả năng được ở ngoài không khí trong lành. Nhưng nếu chỉ làm mỗi việc này bạn có thể bị chứng béo vì, bởi vì công việc này đòi hỏi ít chuyển động và còn phải hay ở tư thế cúi. Chính vì lý do này mà tôi thích đi bộ hơn. Nhưng bạn có thể kết hợp giữa hai hoạt động này, còn bản thân tôi kết hợp giữa hệ thống thể dục nhịp điệu và đi bộ và chạy. Bài tập dành cho cơ bụng. Tôi cho các bài tập kích thích tất cả các cơ của cơ thể con người là tốt nhất. Hãy phát triển tốt các cơ lưng, eo, ngược và bụng làm cho chúng trở nên mềm dẻo và chắc hơn. Bằng cách đó bạn cho phép phổi, gan, tim, dạ dày và thận của bạn làm việc hiệu quả hơn. Hãy làm tăng sự phát triển của lồng ngực, bạn làm cho phổi của mình được cử động tự do hơn. Cơ hoành đàn hồi của bạn cho phép chiếc máy bơm máu quả TIM làm việc đầy sức sống hơn. Các cơ bụng của bạn trở nên mạnh mẽ và bổ trợ cho dạ dày tốt hơn. Sự phát triển của thân hình thúc đẩy các cơ quan bên trong khỏe hơn, chúng sẽ có được sức mạnh để chống lại hoạt động phá hủy thời gian khi bạn càng nhịn ăn nhiều thì các độc tố bị tích lũy trong cơ thể bạn càng được lôi ra ngoài kết quả là cơ thể bạn được làm sạch thường xuyên và các cơ bắp có được sức mạnh và sự dẻo dai bạn phát hiện ra rằng sau khi nhịn ăn bạn không còn thích lời biếng nữa mà xuất hiện khát vọng tha thiết được hoạt động tích cực có thể làm các bài tập thể lực vào thời gian nhịn ăn hay không trả lời câu hỏi này chỉ có thể là chính người nhịn ăn nếu trong thời gian nhịn ăn bạn không thấy bị lôi kéo đến việc tập thì không cần phải tập nhịn ăn cho bạn một sự nghỉ ngơi Hãy nghỉ ngơi thoải mái nếu bạn cảm thấy không muốn các hoạt động. Cơ thể bạn sử dụng toàn bộ sức lực của mình để làm sạch bên trong mình. Nhưng nếu vào thời gian nhịn ăn 7 trừ 10 ngày bạn muốn giả bộ thì hãy làm như mình muốn, tuyệt đối không được bắt mình. Khi con người không tập luyện, chân của anh ta thường hay bị sưng vì máu không lưu thông đầy đủ được để làm sạch các tế bào và lôi các chất độc ra ngoài. Không có một sự thanh minh biện biện hộ nào cho những người không chịu luyện tập. Nếu một con người không hoạt động chân tay nhiều thì các bài tập phải trở thành thói quen quan trọng đối với anh ta. Các bài tập sẽ giúp chống lại bệnh tật và sự già đi trước tuổi, nâng cao sức chịu đựng và khả năng kháng bệnh của cơ thể. Chúng cũng giúp ta giữ gìn sự thư thái của tâm hồn và một trí thông minh sáng tỏ. Một cuộc dạo bộ 8 cây số ở ngoài không khí trong lành có thể dập tắt bất cứ một trạng thái không lành mạnh. Các bài tập cho ta tâm trạng tốt, chúng rèn luyện ý chí. Hãy mang vào cuộc sống của chương trình nhịn ăn và các bài tập trông bạn sẽ tươi tắn hơn và cảm thấy tuyệt vời hơn. Bác sĩ thứ bảy, sự nghỉ ngơi một số người cho rằng họ nghỉ ngơi khi họ ngồi sau bàn ăn và dùng một thứ kích thích nào đó như rượu cà phê chè thuốc đây là một bức tranh thường xuyên của các quán cà phê hiện đại tôi hiểu sự nghỉ ngơi là việc được giải phóng hoàn toàn khỏi bất cứ hoạt động nào một sự thư giãn bình yên nghỉ ngơi đối với tôi là thế giới của suy nghĩ và tinh thần không có sự lo lắng buồn phiền sự tươi tắn của cả tâm hồn và thể xác việc nghỉ ngơi phải mang đến cho bạn vẻ tươi trẻ cho cả hệ thần kinh của bạn khi bạn nghỉ ngơi không nên ngồi bắt chân nọ lên chân kia bởi vì ở vị trí này bạn đè lên động mạch đến nuôi chân. Có nghĩa là ở tư thế này bạn không nghỉ ngơi mà làm cho trái tim mình phải làm việc nặng hơn, đừng bao giờ chân lên nhau khi ngồi. Nghỉ có nghĩa là đảm bảo cho hệ tuần hoàn máu được lưu thông tự do trong toàn cơ thể. Nếu như dây của bạn bị chật quá, nếu calavat của bạn bị thắt chặt, mũ bị bé quá, cổ áo hoặc bất cứ thứ quần áo nào chật thì bạn hãy biết cho rằng bạn không hề nghỉ ngơi. Sự nghỉ ngơi tốt nhất là khi mọi thứ quần áo trên người được rũ bỏ. Nếu như một người nói, tôi cần cần phải nghỉ nhưng khi họ ngồi nghỉ họ bắt đầu gõ chống tay xuống bàn một cách khó chịu, ngồi không yên một chỗ. Nghệ thuật của việc nghỉ ngơi là ở chỗ biết tập trung tư tưởng. Một trong những hình thức đó là không mặc quần áo nằm trên gường cứng. Tắm nắng cũng là một hình thức tốt bởi vì không có gì làm thư giãn thần kinh và các cơ bắp bằng các tia nắng mặt trời ấm áp. Khi nghỉ ngơi hãy giải phóng não của mình khỏi bất cứ mọi vấn đề mọi lo âu toan tính. Khi các cơ bắp và các dây thần kinh được nghỉ ngơi, tim bắt đầu làm việc chậm lại, hơi thở trở nên chậm và nhẹ nhàng điều này mang lại một sự thư giãn sau và nghỉ ngơi hoàn toàn một sự nghỉ ngơi tuyệt vời nữa là một giấc ngủ ngắn mà vào thời gian đó bạn có thể cho phép các cơ bắp hoàn toàn thư giãn giấc ngủ ban đêm thường mang lại sự hồi phục tốt nhất đa số mọi người thường dùng các chất kích thích thuốc lá chè cà phê rượu thuốc ngủ hay các loại nước uống tăng trương lực khác chỉ làm mệt mỏi các dây thần kinh cho nên những người sử dụng những đồ này thường không bao giờ được nghỉ ngơi hoàn toàn các dây thần kinh luôn ở trong tình trạng bị kích động sự nghỉ ngơi cần phải được thực hiện sau các hoạt động thể lực và trí lực rất nhiều người bị chứng mất ngủ họ uống một lượng lớn thuốc ngủ để mong thiếp đi được nhưng thay vào đó họ chỉ nhận được các giấc ngủ nhân tạo không ai có thể nghỉ ngơi một cách hoàn toàn khi uống các viên thuốc không một loại thuốc nào có thể mang lại một giấc ngủ bình thường khỏe mạnh sâu và mang lại sự hài lòng tươi trẻ một cơ thể đầy độc tố là một hệ thần kinh luôn bị kích động làm thế nào có thể qua đêm yên tĩnh tốt đẹp với một hệ thần kinh bị kích động như vậy khi con người bỏ các chất kích thích vào thời gian nhịn ăn, họ ngủ sâu giấc và được nghỉ một cách hoàn toàn. Chính các bạn cũng nhận thấy rằng khi cơ thể vừa được làm sạch thì khả năng được thư giãn được nâng cao và bạn sẽ nhận được sự hài lòng to lớn khi được nghỉ ngơi hoàn toàn do giấc ngủ sâu mang lại. Sự luôn thay đổi các loại hoạt động cũng là một yếu tố quan trọng để giữ gìn sức khỏe tốt. Trong thời gian một ngày chúng ta phải thường xuyên thay đổi các hình thức hoạt động. Chúng ta sống trên một thế giới điên rồ bị kích thích một tinh thần cạnh tranh trong các điều kiện của nền văn minh của chúng ta khi mà người với người là những con sói chúng ta phải biết vững vàng trước những căng thẳng lớn và chịu đựng những cố đánh nặng nề tôi tin chắc rằng đây cũng là một trong những nguyên nhân mà con người nghiện thuốc cà phê rượu và các chất kích thích khác trong thế giới kinh doanh không chỉ tồn tại tinh thần cạnh tranh mà còn thống trị mong muốn củng cố địa vị riêng của mình con người vĩnh viễn mong muốn được trội hơn nhau nhưng điều này đã lấy đi rất nhiều năng lượng cuộc sống cần phải được là một niềm vui sướng Thật đáng ngạc nhiên khi ngày nay đất nước chúng ta có 15 triệu người nghiện rượu kinh niên và rất nhiều triệu người bị nghiện ma túy. Chúng ta quên rằng sống nghĩa là cảm thấy mình được thoải mái và sung sướng. Sự yên bình là hạnh phúc của một số ít người trong xã hội của chúng ta. Cuộc sống bây giờ là một sự vội vã, vội vã và vội vã. Chúng ta vội vã đi đâu, đi đến bệnh viện hay đến bãi tha ma để có khả năng thư giãn, nghỉ ngơi và ngủ. Chúng ta cần có kế hoạch cho một ngày sao cho có thời gian cho nghỉ, giải trí và các bài tập thể dục và một giấc ngủ đêm thật tốt. Bạn không thể hưởng một giấc ngủ tốt khi nít đầy vào dạ dày, khi không rèn luyện ở ngoài không khí trong lành, ví dụ như đi bộ 3 km hay làm vườn. Tôi cho rằng làm việc nhà hay các công việc thường nhật là một cách thư giãn lớn. Bạn, bạn cần phải làm cho mình sung sướng khi ăn các món ăn của tự nhiên, uống nước sạch, thờ hít không khí trong lành và tràn ngập mình trong ánh nắng mặt trời. Tất nhiên là người ta rất dễ cười nhạo những người sống theo khẩu hiệu quay về với thiên nhiên nhưng chính những vị thiên nhiên này lại là những người cười sau cùng. Hãy phát triển trong mình cảm giác của thiên nhiên một trong những ý nghĩa của quyển sách này là một lời kêu gọi sống một cuộc sống phù hợp với tự nhiên hơn nữa trong thức ăn quần áo nghỉ ngơi giấc ngủ và những thói quen đơn giản nhất của cuộc sống hãy cố gắng đạt đến mức gần với thiên nhiên hãy bắt đầu sống như thiên nhiên mong muốn và bạn sẽ biết được rằng bạn là một phần của vô tận hãy giao phó số phận của mình vào tay thiên nhiên và hãy tin tưởng nó nếu bạn sống ở thành phố hãy cho phép mình ra khỏi thành phố hay ra bãi biển nơi mà bạn có thể nghỉ một cách thực sự thư giãn và lấy lại tinh thần và phong độ cho mình tôi muốn các bạn chú ý đến những nguyên tắc sau. một, Sức khỏe, hạnh phúc và tâm trạng thoải mái của bạn chỉ phụ thuộc vào chính bạn và bạn mà thôi. Bạn không thể khỏe được nếu như bạn không cho cơ thể mình những thời kỳ nghỉ ngơi cần thiết để lấy lại sức lực. 2. Bạn cần phải đối xử với cơ thể mình như đối với một cỗ xe, chú ý chăm sóc và bảo hành đúng thời hạn 3. Cùng với tuổi tác bạn sẽ càng phải tiền gần với thiên nhiên hơn. Thay vào việc tìm kiếm những sự tiêu khiển kích thích, chúng ta phải tiến đến sự bình yên và tĩnh tại sống trong sự giản dị và trong sạch bạn sẽ khỏe mạnh như củ cà rốt trong vườn của ông già Red. Thà lòng điều này thật đơn giản. Tất nhiên là chúng ta phải nhảy múa, phải vận động và chơi các trò thể thao khác nhau. Nhưng đừng bao giờ tỏ ra ngại khi chỉ đơn giản là ngồi hay nằm nghỉ ngơi và thả lòng. Bỏ sang bên mọi công việc và lo âu. Điều này không những dễ hiểu mà còn hoàn toàn cần thiết. Đừng hy vọng đạt được sự tha lòng hoàn toàn nhờ vào các loại thuốc ngủ. Để tha lòng và ngủ thiết đi, tôi khuyên các bạn hãy làm cho phòng tối, tắt TV hay đài và nằm ngửa để tay dọc theo thân người nhưng không được đụng vào người và cố gắng cảm thụ với thế giới bên ngoài một cách ít nhất hãy để cho hai tay nghỉ ngơi đặt lòng bàn tay xuống mặt giường chân kéo thẳng ra nhưng cũng không động vào nhau đâu có thể gối lên một cái gối nhỏ hay không cần gối sao cho bạn cảm thấy dễ chịu lúc đầu có thể mở mắt nhưng đừng nhìn vào một điểm phía trước mình mà hãy đưa mắt lên trên xuống dưới hoặc sang hai bên những cử động này của mắt không mất đi tính thư giãn mà ngược lại và luôn dõi theo các cử động này của mắt làm như thế bạn giúp cho mắt được thư giãn và kết quả là ta giúp cho toàn bộ cơ thể được thư giãn dẫn đến một giấc ngủ tự nhiên yên bình và phục hồi sức khỏe nếu như bạn bị mất ngủ thì thử đọc một cái gì trước khi ngủ nếu điều này không cho kết quả thì có nghĩa là mắt bạn bị mệt mỏi việc đọc càng làm cho chúng ta bị căng thẳng và cần làm như đã chỉ ở trên đừng làm căng các cơ một cách không cần thiết bằng các cử động của chân tay hay việc thay đổi vị trí bạn làm ngừng quá trình thư giãn từ bên trong và các cơ đã đạt được mức độ thư giãn rồi lại phải làm lại từ đầu các cơ bắp bị quá căng thẳng có thể cảm thấy không dễ chịu nhưng bằng cử động của mình bạn chỉ làm cho sự khó chịu càng thêm kéo dài. Quá trình làm thư giãn các cơ bắp có thể kéo dài 10 đến 15 phút hút. Các cơ đã được thả lỏng phải cảm thấy dễ chịu, còn nếu như bạn được thả lỏng hoàn toàn thì sẽ cảm thấy sự bình yên lạ thường. Sự khó chịu ở một cơ nào đó hay một nhóm cơ nào đó chứng tỏ rằng chúng bị căng thẳng và rằng bạn bạn không cho chúng được thư giãn. Những người bắt đầu thực hiện thư giãn thường phàn nàn với tôi rằng họ không thể nào thiếp đi được khi nằm ngửa. Trên thực tế bởi vì ý nghĩa này đã ăn sâu vào trí óc của bạn, hãy thử bắt mình tin vào điều ngược lại và bạn có thể vứt bỏ ý nghĩa này đi và hiểu ra sự sai lầm của nó. Nhưng lời phàn nàn thường là, tôi luôn thiếp đi khi nằm nghiêng bên phải. Tôi luôn ngủ được khi nằm úp. Tôi luôn phải cuộn người lại thì mới ngủ được. Tôi quen lật người từ bên này qua bên khác. Tôi không ngủ được vào ban đêm nếu như ban ngày tôi ngủ dù chỉ một chút. Tôi chỉ ngủ đến 5 giờ, rồi sau đó nằm mở mắt đến tận 7 giờ. Đến nửa ngày thì tôi lại muốn ngủ. Tôi tin rằng nếu một người biết tập cho mình thói quen một ngày thư giãn 15 phút, thì nhất định anh ta sẽ đạt được kết quả, và sẽ không thể không tập thói quen này trong tương lai. Cùng với một cách sống phù hợp với tự nhiên và chương trình nhịn ăn, những người mất ngủ thường mất khoảng 10 ngày hoặc 2 tuần chữa theo phương pháp thư giãn. Sau đó thì những giấc ngủ sâu ngọt ngào sẽ là bạn đồng hành của bạn mỗi một đêm và bạn sẽ tỉnh dậy sau mỗi đêm thoải mái và khỏe mạnh như một đứa trẻ mới sinh. Chương trình nhịn ăn sẽ giúp bạn nắm được nghệ thuật nghỉ ngơi một cách hoàn toàn, thư giãn và ngủ ngon giấc các chất độc tố đang đè lên các dây thần kinh và các bắp cơ của bạn, nhịn ăn sẽ loại bỏ đi áp lực này và thay thế bằng sự thư giãn. Bác sĩ thứ 8 tư thế đúng. Khi các bắp cơ của bạn còn đủ mạnh chúng có thể giữ được xương sống không cần bất cứ sự căng thẳng và cố sức nào. Còn bây giờ, các cơ của bạn đã yếu đi trong cuộc đấu tranh với trọng lượng, có thể là do sự già đi trước tuổi, sự thừa cân hay không biết thả lỏng các cơ. Bạn có cảm thấy đau lưng khi định đứng thẳng lên hay cố giữ đúng tư thế? Nếu đúng thế thì bạn cần áp dụng các biện pháp kịp thời đầu tiên cần phải làm cho các cơ rắn chắc lại bạn hãy nhìn vào gương bạn có bị so vai có xuất hiện gù ở lưng bạn có hiểu được nguyên nhân đau ở lưng nếu như lưng đau vì các cơ bị suy yếu hay do tư thế không đúng thì bạn chưa thất vọng bạn có thể sửa lại tư thế thậm chí cả khi tư thế không đúng đó bạn mắc phải đã lâu đau ở lưng chính là sự trừng phạt vì thái độ không cẩn thận của con người đối với tính ưu việt được đứng và đi trên hai chân xương sống của con người có thể uốn cong một cách tự nhiên nhờ vậy mà các cơ có khả năng chống lại trọng lực và giúp cho lưng được thẳng khi nào các cơ này còn khỏe thì lưng còn có thể thẳng khi các cơ đã suy yếu lưng cong lại và xuất hiện sự đau đớn nếu như bạn ăn uống đúng đúng và biết quan tâm đến cơ thể mình giữ cho tư thế đúng không phải là vấn đề gì do những thói quen không đúng mà càng ngày càng hình thành tư thế sai cần phải áp dụng các bài tập chuyên dụng để sửa sai và luôn chú ý đến dáng đi đứng ngồi của mình phải đứng ngồi và đi như thế nào cho đúng khi bạn ngồi bạn cần phải chú ý sao cho xương sống được thẳng, bụng thoát lại và vai vươn ra hai bên, đầu nâng cao, tay có thể gập lại hoặc để trên đùi. Khi đi bạn cần phải đi hướng bước đi của mình theo đường trung bình của lồng ngực. Điều này làm cho dáng đi được dài và uyển chuyển. Bước đi uyển chuyển, dài và đều đặn có thể tạo ra năng lượng. Các thói quen có thể tạo nên hay phá hủy chính chúng ta. Chính vì vậy mà thói quen giữ cho tư thế đúng giúp ta hình thành một thân hình đẹp và mạnh mẽ. Khi bạn ngồi thì đừng bao giờ đặt chân này lên chân kia có hai động mạch lớn đi qua dưới gối chúng ta mang máu đến cho các cơ khi bạn đặt chân nọ lên chân kia là bạn phá hủy một cách từ từ sự lưu thông máu việc máu không lưu thông tốt sẽ dẫn đến các hiện tượng tắc hãy nhìn vào chân những người không còn trẻ có thói quen để chân nọ lên chân kia bạn sẽ thấy các mạch máu và vẽ và ven của họ bị hủy hoại như thế nào khi các cơ chân không nhận đủ thức ăn chân sẽ bị yếu đi tuần hoàn máu trong chúng trở nên chậm chạp khi trả lời câu hỏi cơn đau tim thường xảy ra vào lúc nào nhất thì một bác sĩ tim mạch có kinh nghiệm thường trả lời khi con người ngồi im bắt chân chéo ngũ cách ngồi tốt nhất là thẳng lưng và đặt chân xuống sàn bất cứ một tư thế không đúng nào cũng có thể dẫn đến đau ở phần trên của lưng và nhanh chóng dẫn đến mỏi vai có thể đau ở vùng cổ và vùng thắt lưng một trong những thói quen đơn giản và tốt nhất là thói quen đứng thẳng đi thẳng và ngồi thẳng và không bao giờ đặt chân nọ lên chân kia điều này không đòi hỏi mất đi một sức lực gì nhiều mà khi con người đứng Đi và ngồi thẳng thì sẽ tự hình thành tư thế đúng và tất cả các cơ quan quan trọng đều trở về vị trí đúng và thực hiện tốt các chức năng của mình. Chính vì vậy mà bạn cần phải chú ý theo dõi tư thế cho đúng và nó phải trở thành thói quen hàng ngày của bạn. Chúng ta thường bị trừng phạt vì những thói quen tồi và đền đáp bởi những thói quen tốt. Nếu như có ai đó thuyết phục tôi rằng tôi nghĩ và hành động không đúng, tôi sẽ sung sướng nghe theo lời khuyên và nghiền ngẫm chúng một cách sâu sắc và, và thay đổi hành động của mình. Bác sĩ thứ 9 Lý Trí Có một câu tục ngữ cổ, Chúa yêu quý ba ngôi vị. tinh thần yếu tố đầu tiên trong con người tính cá thể làm cho mỗi chúng ta trở thành không giống nhau lý trí là yếu tố thứ hai qua đó tâm hồn được phản ánh lý trí đó chỉ là sự biểu hiện của tâm hồn thân thể là yếu tố thứ ba của con người phần cụ thể nhìn thấy được là phương tiện để tiếp xúc với thế giới xung quanh ba phần này tạo thành một khối thống nhất là con người chúng ta biết rằng cơ thể là một đơn vị không tách rời cấu tạo từ các cơ quan có liên quan lẫn nhau từ các mô và tế bào là những đơn vị độc lập và liên hệ chặt chẽ với nhau đến mức mà một đơn vị không thể tồn tại nếu tách rời khỏi tổng thể đã quá nhiều thời gian người ta cho rằng các cơ quan của cơ thể tách rời nhau và có thể chữa từng cơ quan một cách riêng rẽ mà không hiểu rằng nếu như một phần của cơ thể đau thì cùng với nó các phần còn lại cũng đau cơ thể là một ví dụ đáng ngạc nhiên nhất của độc lập các chức năng được thực hiện bởi một tổng thể cho nên nếu một phần của nó tốt thì toàn bộ cũng tốt nếu phần nào bị tồi thì toàn bộ tồi nếu như một ngón chân bị hoại hoại tử thì cả cơ thể cũng bị đau đớn và không chỉ cảm thấy đau mà con người sẽ cảm thấy ăn không ngon đau đầu và rét run mặc dù ngón chân chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể trong khoa học nhịn ăn chúng ta tác động đến toàn thể trong con người bao gồm tâm hồn lý trí và thể xác suy nghĩ và sức khỏe khi một người đau ốm luôn tự khẳng định rằng anh ta không bao giờ khỏe trở lại điều người ta tiên đoán về anh sẽ đến rằng anh ta sẽ đau đớn cho đến lúc chết thể xác là ngu dốt tôi không muốn các bạn quên điều này cho nên tôi luôn nhắc lại và nhắc lại lý trí của chúng ta chính là một yếu tố hiện thực duy nhất kiểm soát bản tính của chúng ta. Chính vì vậy mà bạn cần phải phát triển các ý nghĩ tích cực, lý trí phải luôn chỉ huy thể xác. Bạn cần phải học cách thay thế những ý nghĩ tiêu cực bằng các ý nghĩ tích cực. Ví dụ một ý nghĩ tồi xâm chiếm bạn, tôi bị kém thị lực bởi vì tôi đã già và không thể chống lại quy luật đó. Hãy thay thế bằng suy nghĩ, tuổi tác không phải là nguyên nhân làm mất đi thị lực của tôi. Tuổi tác không phải là chất độc. Việc mất đi thị lực là do nguyên nguyên nhân khác và ta có thể đấu tranh với các nguyên nhân này não chỉ huy thể xác câm lặng và thể xác nghiêng theo sự chỉ huy của não não có thể thôi miên thể xác hãy cho phép lý trí đọc các quyết định của mình cho thể xác bởi vì nếu xảy ra ngược lại nghĩa là thể xác sẽ chỉ huy lý trí bạn sẽ trở thành một nô lệ bệnh tật thói quen sử dụng các chất nghiện là một ví dụ điển hình khi thể xác chỉ huy lý trí ý muốn không kìm nén được đối với chất nghiện có thể bắt não chỉ huy thể xác thực hiện các hành động xâm hại chính thể xác cũng tương tự như thế khi nói về các chất kích thích khác như rượu cà phê trái thuốc lá trong trường hợp này thể xác bị đầu độc chứ không phải là lý trí chúng ta tha thiết say mê các thói quen xấu của mình chỉ vì lý trí của chúng ta là nô lệ của thể xác thể xác giữ vai trò chỉ huy nhờ các triết lý giả dối hãy ăn uống và vui đi đừng nghĩ đến ngày mai đó là một sự lầm lạc bạn không thể chết vào ngày mai nhưng tiếp tục sống theo triết lý này bạn sẽ trở thành một người già đi trước tuổi ngày và đêm bị bệnh tật hành hạ hãy nhớ rằng con người bị chính các thói quen xấu của anh ta trừng phạt đó là quy luật bệnh tật đau đớn các khổ sở về thể lực đó là những chỉ số nói lên rằng bạn là một con người như thế nào bạn chính là người tạo nên tội ác chống lại chính bản thân mình bởi vì bạn đã không biết sử dụng những khả năng mà quy luật của thiên nhiên đã trang bị cho mỗi một sinh vật sống lý trí của bạn có thể làm gì để đạt được sức khỏe và sự sống lâu hãy cho rằng các ý nghĩ của bạn là một sức mạnh hiện thực là từ lực có khả năng lôi kéo và đẩy ra tùy theo cách sử dụng chúng đa số mọi người không nghiêng theo các suy nghĩ tích cực cũng như cách suy nghĩ tiêu cực cách suy nghĩ tích cực đưa đến thành công tiêu cực đưa đến thất bại, đổ vỡ, trống rỗng. Chính vì vậy mà mỗi người chúng ta cần phải trao dồi trong mình tâm trạng tích cực của tinh thần. Điều này chỉ có thể đạt được bằng sự chăm chỉ và chịu đựng. Có rất nhiều những suy nghĩ tiêu cực và có sức phá hủy tác động lên từng tế bào của cơ thể. Mạnh nhất là nỗi sợ và những tình cảm sản sinh ra từ nó. Lo lắng, trầm uất khủng hoảng, những linh cảm xấu, sự ghen tị, sự yếu đuối, nỗi giận dữ, tâm trạng thù địch, sự cả nghĩ và thương thương hại đối với chính bản thân mình tất cả những tình cảm này tạo nên sự căng thẳng của thể xác và trí não đến nỗi chúng dẫn đến sự mất đi năng lượng trạng thái thần kinh và trạng thái bị đầu độc một cách nhanh hay chậm đó chính là mảnh đất để sinh ra sự đầu độc nỗi sợ và không yên tâm cũng như các tình cảm tiêu cực khác mang lại sự hoang mang trong suy nghĩ để suy nghĩ đúng hoàn toàn cần có bộ não sạch sẽ cho phép ta có khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn trí não mù mờ có thể dẫn đến các quyết định mù quáng trong một số trường hợp không thể đưa ra một quyết định nào vậy các năng lượng tích cực là như thế nào đó là những năng lượng mang lại sự yên bình, lý trí và sự biết tháo gỡ bên trong tâm hồn để chống lại các tình cảm có sức phá hủy. Hãy cho phép não của mình là chủ của thể xác. Chính trong não hình thành cảm tưởng rằng bạn đang có mặt trên cõi đời này, tiếp nhận sự giúp đỡ của chín vị bác sĩ tự nhiên mà chúng ta vừa nhắc ở trên. Bạn có thể làm cho mình những gì bạn muốn. Hãy tin vào sức mạnh của những ý nghĩ tích cực, đừng bao giờ cho phép những tình cảm tiêu cực ngự trị lý trí của bạn. Nếu bạn biết sống theo nguyên tắc này, bạn, bạn biến não của mình thành một nguồn gốc của những suy nghĩ sáng tạo không ngừng qua mỗi lần nhịn ăn bạn lại làm cho lý trí của mình thêm mạnh mẽ hơn tích cực hơn bạn càng ngày càng được giải phóng khỏi những nỗi sợ hãi và lo âu nhịn ăn sẽ nâng cao tâm hồn trí óc và cơ thể bạn bạn còn mong muốn gì hơn thế nữa nhưng điều này chỉ đạt được khi bạn luôn khát khao tiến đến những điều tốt đẹp nhất chỉ khi đó cơ thể và trí óc của bạn mới đạt đến sự hài hòa sự cân bằng đừng bao giờ quên rằng tinh thần trong con người đứng vị trí đầu tiên lý trí thứ hai thân thể thứ ba và chỉ khi cái thứ hai và thứ ba đạt đến sự hài hòa thì mới có thể đạt được một cuộc sống tinh thần khỏe mạnh hãy sử dụng lý trí của mình để giúp cho mình tạo ra một triết lý sáng tạo của cuộc sống hãy nghĩ đến sức khỏe một cách tích cực nó cần thiết cho cuộc sống tinh thần của bạn nếu bạn luôn chú ý đến điều này thì tâm hồn lý trí và thân thể sẽ luôn được bảo đảm nhịn ăn và một chương trình sống có tính chất xây dựng sẽ dẫn bạn đến những thành tựu cao của cuộc sống chân chính Bi kịch lớn nhất mà con người đạt được là sự chi trệ của cảm xúc, sự ngu dốt của trí lực và sự mất đi tính sáng tạo. Chúng bắt đầu xuất hiện đầu tiên là do ăn uống không đúng. Mọi người không chết đi mà họ tự giết chính mình. Khoa học về dinh dưỡng cho một sức khỏe tốt nhất. Tồn tại một ý kiến cho rằng, chúng ta phải ăn để giữ sức. Sự liên hệ giữa thức ăn và sức lực này bị ăn sâu, bén dễ vào ý thức con người đến mức. Chúng ta tin rằng chúng ta nhất định phải ăn 3 lần một ngày chúng ta đã quen đánh giá sức khỏe của con người qua cách ăn ngon miệng của con người đó. Chúng ta tung hô, khao khát ăn được nhiều hơn để khỏe hơn. Qua một thời gian dài nghiên cứu và thử nghiệm các loại thức ăn khác nhau tôi đã rút ra được một cách nhìn khác về ăn uống. Nó là một cái gì đó lớn hơn là thói quen ăn uống. Cơ thể có thể ăn tất cả những gì mà ta cho vào dạ dày để khỏi đói. Nhưng từ một loại thức ăn có thể xây nên một tế bào chắc khỏe, còn từ loại khác thì tạo nên các tế bào yếu, bệnh và không có khả năng làm đúng chức năng cần thiết. Chúng ta thường thấy những người ăn rất ngon miệng nhưng sức khỏe của họ còn lâu mới thực sự tốt, biểu hiện đó là nước da xấu, trương lực của các bắp cơ tồi. Năng lượng của những người này không mạnh mặc dù các thức ăn được đưa vào hệ tiêu hóa của họ rất nhiều. Thời xa xưa khi con người trực tiếp nhận thức ăn từ thiên nhiên chưa được chế biến, vào thời gian đó con người có được khả năng tự chọn loại thức ăn cần thiết cho một cơ thể khỏe, lời nói từ bên trong đã lên tiếng cho biết chúng ta cần ăn gì. Có thể gọi tiếng nói đó là bản năng hay một thuật ngữ gì đi chăng nữa nhưng vào thời kỳ sớm nhất của lịch sử loài người đó nó đã là một người giúp việc đắc lực cho con người tôi tin rằng con người bắt đầu được hình thành ở vùng nhiệt đới ở đó thiên nhiên đã tạo cho con người ngôi nhà của mình ở đó da con người được thường xuyên thấm đậm ánh nắng mặt trời rực rỡ chính vì da cần vitamin d nó chỉ được tạo ra nhờ tác động của ánh mặt trời da cũng rất cần vitamin a nhưng cơ thể của con người hiện nay đã bị làm hại nhiều đến mức nó chứa đầy các chất nhầy và độc tố bao nhiêu thì thiếu các chất khoáng và vitamin bấy nhiêu đến nỗi con người không thể ở lâu ngoài ánh nắng mặt trời. Một số người không chịu nổi tác động của ánh nắng mặt trời và đổ lỗi này cho mặt trời. Da của con người bị hỏng do dùng xà phòng quá nhiều. Tôi đã nhiều năm không dùng xà phòng, chỉ dùng bọt xà phòng khi cạo râu và đôi khi tay bẩn không rửa được bằng nước tôi mới dùng xà phòng. Cùng với sự tiến vào vùng có khí hậu lạnh và việc có quần áo. Con người mất đi sự tiếp xúc với các món ăn được tạo ra bằng ánh nắng mặt trời và sự tiếp xúc trực tiếp của cơ thể đối với ánh nắng mặt trời. Con người văn minh đã tự đè mình bằng các loại quần áo nặng nề. Tôi tin rằng, thiên đường nhiệt đới, đó là nơi mà từ đó con người đã được sinh ra. Ở đó khẩu phần ăn của chúng ta là rất nhiều rau quả tươi và các loại hạt tôi tin rằng với một chế độ ăn như vậy, con người có thể sống được 900 tuổi. Hệ thống bài tiết của chúng ta hoàn toàn phù hợp với các thức ăn của tự nhiên. Tôi tin rằng những con người đầu tiên sống ở miền nhiệt đới là những người ăn chay. Con người sống cách đây 5 đến 6.000 năm khác với con người hiện đại. Ngày xưa con người sống trên cánh đồng, trong rừng, nơi có rất nhiều món ăn của sức khỏe. Ngày nay chúng ta sống trong các ngôi nhà hiện đại, nó làm cho da của chúng ta không được hưởng không khí trong lành và chúng ta phải thở một bầu không khí bẩn đầy thán khí. Uống nước đã được xử lý qua hóa chất và hoàn toàn không vận động cơ thể. Ngày nay cuộc sống trung bình của người Mỹ là 68 tuổi, mặc dù nếu sống trong điều kiện tự nhiên tôi xin nhắc lại là có thể sống đến 900 tuổi. Ăn mang tính kiềm làm cho cơ thể con người khỏe lại tôi muốn rằng các bạn tiếp thu chương mục này vào trong chương trình dinh dưỡng của các bạn chương trình này có khả năng mang lại cho các bạn một sức khỏe tốt. Bởi vì chế độ ăn này, cơ bản là các rau quả tươi và trước tiên phải sạch. Các rau quả tươi không chỉ giàu khoáng chất, vitamin và các loại chất dinh dưỡng khác. Nó còn cho cơ thể chúng ta phản ứng kiểm giúp làm hạ thấp các độ axit. Con người khi tìm kiếm các vấn đề về dinh dưỡng có thể nhầm lẫn do các ý kiến và quan niệm khác nhau. Có một số người đề cao chế độ ăn có độ đạm cao, một số người đề cao chế độ ăn có nguồn năng lượng thấp, còn số người thứ ba thì đề cao chế độ ăn từ rau quả và mỗi một chính kiến thì cho mình là đúng đắn và tốt nhất. Tôi cho rằng không thể thực hiện một cách sát sao bất cứ một chế độ nào ở trên. Hiện nay có khoảng 200 loại thực phẩm, từ chúng có thể chế biến một số lượng món ăn tương tự. Trong thời gian nhịn ăn, chúng ta cần làm sạch cơ thể của mình, khi sạch sẽ cơ thể có thể biết tự chọn món ăn mà nó cần thiết. Điều cơ bản là chúng ta phải loại ra khỏi khẩu phần của mình các loại thực phẩm biến chất của nền văn minh. Chúng không nhiều so với những thứ mà chúng ta cần ăn ăn. Trong quyển sách này, tôi sẽ đưa ra danh sách những món ăn mà chúng ta cần tránh. Có một câu ngạn ngữ, con người khi đã 40 tuổi hoặc trở thành bác sĩ của chính mình hoặc trở thành một người ngu. Tôi hoàn toàn tin rằng nếu một con người ở tuổi 30 mà không tìm ra một chế độ ăn thích hợp cho mình thì trong tương lai anh ta sẽ bị bệnh nghiêm trọng. Các hoạt động thể lực và trí lực của chúng ta phải được nuôi dưỡng bằng cách giữ chữ nguồn năng lượng sống, nhưng mỗi một người có những hoạt động khác nhau. Tôi chẳng hạn, rất thích các hoạt động thể lực vì tôi yêu sự tích cực. Tôi cũng thích cả sự tích cực của trí óc, tôi thích đặt ra các nghi vấn và thích giải quyết các vấn đề. Tôi cam thù một cuộc sống nhẹ nhàng cả về mặt thể lực và trí lực. Để dùng cho các hoạt động thể lực cần một loại năng lượng, còn cho các hoạt động trí óc cần một loại năng lượng ở dạng khác, còn đối với các hoạt động tinh thần, cần một dạng năng lượng thứ ba. Một chuyên gia về dinh dưỡng có thể cho bạn một thông tin nhưng không thể ăn uống thay bạn, không thể tiêu hóa thức ăn thay bạn. Những gì tôi ăn có thể là không thích hợp đối với bạn, bởi vì mỗi con người là một cá thể riêng biệt. Tôi không định thuyết phục bạn ăn món này hay món món kia. Nhưng nếu bạn muốn đạt được một sức khỏe hoàn toàn bạn cần phải ăn các món ăn của tự nhiên chất lượng. Tôi không khuyên các bạn phải trở thành người ăn chay, ăn kiêng hay ăn hỗn hợp. Chỉ cần bạn thực hiện nhịn ăn để làm sạch cơ thể, bạn sẽ cảm thấy bản năng của bạn khuyên bạn nên ăn như thế nào. Tôi không cho rằng bạn có thể nhảy một cú từ các khẩu phần ăn đầy các thực phẩm tinh chế sang ngay các món ăn tự nhiên chứa 50 đến 60% rau quả tươi. Thiên nhiên không thể chịu được những cú nhảy bất ngờ nhanh chóng như vậy. Trong nhiều năm bạn ăn uống theo một kiểu hệ thống tiêu hóa của bạn và các cơ quan liên quan đã quen với loại thức ăn đó. Bạn cần phải thực hiện sự chuyển tiếp một cách từ từ, trong một thời gian nhất định nào đó, cùng với sự giúp đỡ của nhịn ăn làm sạch cơ thể và sự giúp đỡ của chín vị bác sĩ của tự nhiên, mà mỗi chúng ta đều quen thuộc. Điều này dần dẫn chúng ta đến sự lựa chọn bản năng các món ăn của tự nhiên. Ăn uống cần phải ổn định. Nếu bạn là người ăn thịt thì tôi khuyên bạn không nên ăn quá 3 lần một tuần. Nếu bạn ăn trứng thì không nên ăn quá 4 lần một tuần. Nếu bạn uống sữa, tôi khuyên bạn dần bỏ chúng cùng với các sản phẩm phẩm khác của sữa. Bởi vì chỉ có con người là dùng sữa sau khi rời vú mẹ. Hãy cố gắng hướng tới chế độ ăn tự nhiên cân đối. Việc hình thành một chế độ ăn uống đúng giống như đi lên một thang gác, bậc thang đầu tiên. Đó là từ chối các thức ăn không có vitamin và chất sống của nền văn minh. Cà phê, chè, rượu và các chất uống kích thích khác đây cũng là sự từ chối ăn các món ăn có nguồn gốc động vật. Trong đó có cả trứng và sữa, đồng thời với việc nâng cao dần số lượng rau quả tươi cho đến lúc đạt được 50 đến 60% khẩu phần ăn. Giai đoạn từ chối các món ăn chế biến sẵn của nền văn minh sang các món ăn rau quả tươi và chín được, gọi là giai đoạn chuyển tiếp. Đa số mọi người từ bé đã được hình thành trong cơ thể khẩu phần ăn có tính axit. Các thức ăn này dẫn đến sự tự đầu độc mình, chúng tạo ra các chất có độc tố, là nguyên nhân của các bệnh tật, đau đớn và già đi của cơ thể. Nếu như bạn ăn thường xuyên các món ăn nấu như thịt, Trứng và các món ăn có nguồn gốc tinh bột khác thì cũng cần phải bổ sung thêm nhiều rau quả vào khẩu phần ăn của mình. Sau mỗi một lần nhịn ăn, hàng hàng tuần bạn sẽ cảm thấy bạn muốn ăn cái gì hơn. Sau 3 tháng nhịn ăn, hàng tuần cùng với niềm tin sâu sắc vào chúng, bạn có thể thay thế 40% khẩu phần ăn hàng ngày bằng rau quả tươi. Bạn đừng quên rằng, các rau quả tươi là loại thức ăn làm sạch cơ thể khỏi các chất độc, nó có thể lôi các độc tố ra khỏi chỗ ẩn nấp đẩy chúng ta khỏi cơ thể và đây chính là điều cần thiết để đạt được một kết quả tốt của sức khỏe. Và thế là, bạn cần phải nhận chế độ ăn không phải là bất biến, nó cần phải thường xuyên thay đổi, nếu như bạn muốn đi đến sự làm sạch cơ thể. Mọi người thường xuyên đề nghị cho họ một chế độ ăn hoàn hảo. Tôi không thể làm được điều này, tôi không thể cho lời khuyên đích thực nếu như không biết anh ta ăn gì vào 5 năm gần đây nhất. Ăn uống giống như một chuỗi mắt xích, trong đó các mắt xích có liên hệ với nhau. Nếu như một mắt xích nào đó bị yếu hay bị đứt thì chuỗi xích đó bị hỏng. Trong các món ăn của con người có tất cả 40 thành phần hợp lại. Việc vắng mặt một trong thành phần đó đã làm cho một nửa số mắt xích bị suy yếu. Việc thường xuyên vắng đi một hay một số chất sẽ dẫn đến bệnh tật hoặc cái chết. Sự không đủ của một chất nào đó có thể dẫn đến bệnh tật ở những tế bào hoặc các mô tế bào yếu nhất. Nhưng điều này không có nghĩa là mỗi một lần ăn cần có mặt tất cả các chất đó bởi vì trong cơ thể chúng ta luôn có một số dự trữ. Nhưng những dự trữ này sớm hay muộn đều cần được bổ sung. Tôi muốn giới thiệu với các bạn những thực phẩm mà có thể hình thành khẩu phần ăn hàng ngày của bạn. Bạn có thể hạn chế việc ăn chúng một đến 2 hay 3 lần trong ngày như tôi đã nói. Tôi không ăn sáng, hay có thể gọi bữa sáng của tôi bằng các quả tươi. Tôi không bắt ai phải có thói quen này. Có một số người thích ăn bữa sáng thật no, còn bữa trưa thì khiêm tốn. Thói quen của mỗi người một khác. Trái quả món ăn tốt nhất của sức khỏe. Tôi gọi ra đây danh sách các trái cây tươi vì tôi cho rằng đây là món ăn tốt nhất của con người chúng có thể sử dụng như món ăn chính hay như món ăn phụ cùng với các món ăn khác. Táo, đào, khô, tươi, chuối, anh đào, dưa bở, cha là, khô và tươi, chanh, bơ, bưởi, cam, mơ, khô, tươi, đu đủ, lê, dứa tươi, hồng, mận đen, khô, tươi, dâu, dưa hấu, nho, rau, người quét dọn và bảo vệ. Các loại lạc và hạt hướng dương rất giàu chất đạm và dầu có chất lượng cao bạn có thể bổ sung vào bữa sáng của mình một vài thứ lạc hoặc hạt rẻ. Nếu bạn ăn thịt hãy ăn không quá 3 lần trong một tuần, những ngày còn lại trong tuần hãy sử dụng các loại hạt chứa đạm và dầu và tốt hơn hết là dùng dưới dạng sống và không trộn muối. Các loại đậu đỗ là loại thức ăn lâu đời nhất, có thể ăn nhiều lần trong tuần vì chúng giàu đạm thực vật đặc biệt là đậu nành. Các loại dầu mà tôi đề nghị không chứa muối, không chứa hỗn hợp hóa chất dùng để chống hỏng, dầu ngô, lạc, đậu nành, hướng dương, ô liu Các loại đường tự nhiên, các loại đường tôi gọi ra đây là loại thức ăn có tính đậm đặc cao và cần phải sử dụng ở liều lượng ít nhất. Đường chưa qua tẩy, đường vàng, đường trà là, mật mía, mạch nha. Mật ong các loại hạt say thô, các loại hạt nên dùng không quá 3 lần một tuần. Nếu như bạn không làm lao động nặng, hạt mạch, hạt mì, gạo nâu, ngô, hạt lanh các loại thực phẩm từ thịt. Có thể sử dụng bất cứ loại thịt tươi nạc, nạc thịt bò, cừu, bê. Hãy ăn thịt ở mức độ vừa phải. Hãy kiểm tra lượng cholesterol trong máu không nên ăn các loại thịt mỡ, các loại thịt muối, răm bông, do xúc xích, thịt hun khói. Các loại thực phẩm ngon này chứa đầy mỡ và muối dùng để chuẩn bị và bảo quản. Ngoài ra chúng còn chứa một lượng lớn các loại hóa chất độc hại dùng để bảo quản. Hãy nhớ rằng hầu như tất cả các loại thịt công nghiệp thực phẩm đều chứa đầy chất hormone được dùng để con vật tăng trọng nhanh, đó là một chất độc. Trong thịt còn chứa một lượng lớn các độc tố từ axit của nước tiểu chưa kịp thải ra ngoài cơ thể, ngoài ra trong thịt có chứa các độc tố mà xúc vật có được vào thời gian bị giết. Cá Có 25 loại cá để sử dụng làm món ăn. Cá chứa mỡ chưa no và một lượng nhỏ chứa cholesterol. Nó là một loại thức ăn chứa đạm tuyệt vời có thể ăn 2-3 lần trong tuần. Không nên ăn cá muối, cá hun khói, vì chúng chứa một lượng lớn chứa cholesterol và muối. Có thể ăn các loại tôm, cua, ốc, sò, so, ngao bánh mì. Tôi cho rằng bất cứ loại bánh mì nào cũng cần phải sử dụng một cách cẩn thận. Đặc biệt là loại bánh mì làm từ bột trắng tinh luyện. Những người muốn giảm cân nên tránh bánh mì trắng hoàn toàn. Còn nếu như không thể bỏ được thì nên sấy khô bánh, những người sống một cuộc sống thường xuyên ngồi cần hạn chế ăn bánh mì, chỉ hai lát một ngày. Chỉ có những người làm việc nặng ở ngoài trời nơi không khí trong lành mới có thể ăn bao nhiêu bánh mì tùy ý. Nước và các loại nước uống. Cho đến bây giờ còn tranh cãi về việc có nên uống trong khi ăn không. Bản thân tôi luôn uống vào giữa hai bữa ăn và không bao giờ hòa nước vào món ăn của mình cả. Tôi uống nước quả tươi, nước rau và nước cất. Những lời khuyên khi chuẩn bị thực đơn trên thế giới có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu sở thích cho nên thật khó đưa ra một lời khuyên. Hy vọng rằng tất cả mọi người đều làm theo. Như tôi đã nói, tôi không ăn sáng, gần chưa tôi có một bữa ăn đầu tiên gồm trái cây dạng như đào, mận, táo. Bữa trưa tôi ăn rau sống và một số loại rau nấu gồm rau xanh và sau bổ sung thêm một loại rau đỏ hoặc vàng ví dụ như khoai lang, bí đỏ, cà chua. Sau đó tôi ăn thêm một ít hạt hướng dương. Bữa chiều, tôi chuẩn bị cho mình cho mình món rau sống làm từ các loại rau khác nhau tôi cũng ăn khoai tây nướng và cà rốt nướng. Nói cách khác tôi chọn cho mình một danh sách rau để ăn sống và nấu chín, tôi cũng cho thêm vào dầu thực vật. Tôi ăn như thế đã nhiều năm, nhưng không khuyên bất cứ ai ăn như tôi mà không trải qua giai đoạn chuyển tiếp. Giai đoạn chuyển sang cách ăn uống như tôi là rất dài. Các món ăn gần tự nhiên cần phải rất phong phú. Mọi người đều muốn ăn cho ngon miệng, phù hợp với sở thích của mình, nhưng hãy nhớ một nguyên tắc là hãy chọn các món ăn tươi sống của thiên nhiên. Chúng sẽ tạo nên sức khỏe chứ không phá vỡ cơ thể con người. Nhưng con người đã đi quá xa ra khỏi những thức ăn tự nhiên đó, và họ càng trở nên đau ốm bệnh tật. Nếu như con người chỉ ăn các rau quả tươi sống và các loại hạt không tẩm muối thì anh ta có thể sung sướng hưởng thụ những năm tháng sống lâu khỏe mạnh. Thức ăn tự nhiên chính là thứ mang lại sức khỏe đích thực cho con người. Hệ thống tiêu hóa của chúng ta hấp thụ và làm việc tốt với loại thức ăn này. Bạn càng ăn các món ăn tự nhiên thì sức khỏe của bạn càng tốt. Các thức ăn cần tránh. 1. Hãy tránh xa đường trắng nó không mang lại gì cho cơ thể ngoài hai các carbon ăn nhiều đường chỉ làm phát triển các bệnh về răng và làm mất đi thiên hướng muốn ăn đồ tự nhiên. Hãy sử dụng mật ong nhưng cũng phải rất cẩn thận. 2. Hãy tránh xa bột mì trắng, nó không chứa những yếu tố cần thiết cho cuộc sống con người nằm ở hạt. Trong bột mì trắng chỉ chứa rất ít những chất đó, những chất tẩy trắng bột và để giữ cho bột khỏi hỏng rất có hại cho cơ thể con người. 3. Hãy tránh sử dụng các thực phẩm như bánh mì, bánh ngọt, kem, phô mát, các món ăn lạnh từ thịt để giữ cho chúng khỏi hỏng người ta đã cho vào các chất bảo quản hóa chất. Ngoài ra còn có các hóa chất để tăng màu sắc và mùi thơm. 4. Hãy tránh các loại thịt lợn và gia súc được nuôi bằng các hormone tăng trọng. 5. Hãy tránh xa các mỡ động vật và bơ. 6. Tránh xa các loại sữa đã qua chế biến công nghiệp và sô cô la. Tóm lại, đa số các thực phẩm ngày nay đều chịu các hình thức khác nhau của sự chế biến công nghiệp, có bổ sung thêm các hóa chất, kết quả là chúng mất đi các vitamin sống và các khoáng chất vi chất. Còn một số thực phẩm lại bị cho vào những hóa chất độc hại cho sức khỏe. Các cuộc thử nghiệm các nghiên cứu, tìm kiếm của các chuyên gia dinh dưỡng, các bác sĩ đã đi đến kết luận rằng, những loại thực phẩm như thế là nguyên nhân chính phá vỡ sức khỏe. Sự gia tăng số lượng các căn bệnh làm biến đổi gen trong 50 năm gần đây nhất đã chứng minh điều này. Các nghiên cứu khoa học đã khẳng định nhiều bệnh trong số đó có thể tránh được. Một số bệnh khác vừa bắt đầu có thể kìm hãm sự phát triển, trong một số trường hợp có thể trở lại bình thường nhờ ăn uống và sống theo những nguyên tắc của tự nhiên. Một sức khỏe tốt có thể đạt được đối với những người nào mong muốn đấu tranh dưới sự chỉ huy của lý trí của mình thức ăn của sức khỏe một trong ăn uống hãy cố gắng giữ thực phẩm ở dạng tự nhiên rau quả tươi lạc vừng và các loại hạt 2. các thực phẩm có đạm a thịt các loại gồm cả gan óc tim gia súc các thức ăn của biển hãy đun thịt càng ít càng tốt vì chất đạm bị phá vỡ khi đun lâu b các thực phẩm của sữa tươi trứng tươi pho mát chưa qua chế biến bản thân tôi không uống sữa và các sản phẩm của sữa c các loại rau đậu đậu nành đỗ ván các loại đỗ xanh, đen, đỏ đê, các loại lạc, vừng. 3. Hãy cố gắng dùng các loại rau quả được trồng tự nhiên không bón các chất hóa học độc hại. Nấu rau với lượng nước ít nhất, nếu có thể ở nhiệt độ thấp và để trên lửa càng ít càng tốt. 4. Hãy sử dụng hạt ngũ cốc làm thức ăn vì chúng chứa nhiều đạm thực vật, các vitamin nhóm B, E và các khoáng chất và vi khoáng. 5. Hãy sử dụng các loại dầu thực vật không qua chế biến bằng tác động của nhiệt độ. Và dưới đây là 10 điều ghi nhớ của sức khỏe. 1 bạn phải coi thân thể của mình là một biểu hiện vĩ đại của cuộc sống. 2. Bạn phải từ bỏ mọi thức ăn không tự nhiên không chứa chất ống và các loại nước kích thích. 3. Bạn phải nuôi mình bằng thức ăn của tự nhiên chưa qua chế biến công nghiệp thức ăn của sự sống. 4. Bạn phải cống hiến thời gian để phục vụ cho sức khỏe của mình một cách trung thành không vụ lợi. 5. Bạn phải phục hồi lại cơ thể mình bằng con đường kết hợp đúng giữa hoạt động và nghỉ ngơi. 6. Bạn cần phải làm sạch các tế bào, các mô và máu của mình bằng không khí trong lành và ánh nắng mặt trời. 7. Bạn cần phải từ chối bất cứ loại thức ăn nào khi lý trí và cơ thể của bạn cảm thấy không tốt. 8. Bạn cần phải giữ cho các suy nghĩ, lời nói và cảm xúc của mình luôn trong sáng, bình tĩnh và cao cả. 9. Bạn cần phải thường xuyên làm đầy kiến thức bằng các tri thức về các quy luật của thiên nhiên, phải làm cho chúng trở thành phương châm của cuộc sống và phải biết vui sướng vì lao động của mình. 10. Bạn phải sống và phục tùng các quy luật của thiên nhiên, sức khỏe chính là quyền lực của bạn, hãy sử dụng quyền của chính mình